Tôi thấy các bạn hôm nay đã vào gần như đông đủ rồi, đang có khoảng 40 44 thành viên. Vậy mình có thể bắt đầu lớp học luôn. Rồi trước khi mà mình đi qua cái phần mới, cũng là một cái chương mới, thì tôi tóm lược lại những cái nội dung chính mà mình đã được học qua trong cái buổi học, hai buổi học vừa qua. Trong cái chương đó thì tôi đã giới thiệu với các bạn một cái nhìn tổng quan về mạng máy tính. Trong đó chủ yếu là mình nói đến những cái thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong cái quá trình mình học môn mạng máy tính này. Rồi, trong chương này thì chủ yếu mình đang đang ở cái bước giới thiệu, nên thành ra là các bạn sẽ có những cái khái niệm về thế nào là mạng máy tính, thế nào là mạng Internet. Mạng Internet được triển khai là một cái dạng đặc biệt của mạng máy tính, trong đó có đề cập đến hai cái khía cạnh nhìn đối với mạng Internet, về cái hướng là các thành phần kết nối trong mạng Internet là gì, và thứ hai là mạng Internet cung cấp dịch vụ gì cho người dùng hoặc là cho người tạo ra ứng dụng. Rồi thì mạng Internet là một cái mạng rất là lớn, các bạn đã biết mà các bạn sử dụng hàng ngày. Với mạng Internet thì có rất rất nhiều mạng, bình thường mình gọi là những cái mạng truy cập, sẽ kết nối vào trong đó để có được cái sự trao đổi thông tin giữa các mạng này. Nên nên thông thường người ta nói là mạng Internet là mạng của các mạng. Thành phần của trong mạng Internet thì để mà có một cái cấu trúc mà mình có thể là mình đề cập, mình phân tích, mình hiểu được, thì mạng Internet có thể phân làm hai hai thành phần. Một phần mình gọi là mạng biên, một phần mình gọi là mạng core. Trong mạng biên thì mình có đề cập đến các thiết bị, các end system, các thiết bị đầu cuối, thiết bị giao tiếp, hay mình thông thường mình vẫn gọi nó là những cái host. Thì cái host cũng bao gồm các máy, các thiết bị di động, rồi các thiết bị gia dụng, vân vân, rất là nhiều các thiết bị được xem như là thiết bị giao tiếp hay là những cái host. Rồi các thiết bị giao tiếp này kết nối với nhau trong một cái mạng cục bộ, mình thường mình gọi là mạng truy cập. Thì với mạng gia đình hay mạng công ty tổ chức thì thường là mạng truy cập sẽ sử dụng một cái công nghệ nào đó, chẳng hạn ADSL, chẳng hạn như là cable modem, hoặc là mạng dạng switch, tức là kết nối giữa các switch theo nhiều lớp, giống như là trong một cái công ty, một cái trường học. Rồi với phần mạng biên thì mình cũng có biết đến những cái phương tiện truyền dẫn khác nhau, chẳng hạn như cáp đồng, cáp quang, phương tiện truyền dẫn thông qua sóng radio hoặc là sóng vệ tinh satellite. Phương tiện truyền dẫn thì được phân làm hai loại, một cái loại là có định hướng, tức là nó gọi là guide media, một cái phương tiện truyền dẫn mà có định hướng, có nghĩa là những phương tiện truyền dẫn dưới dạng dây cáp, cáp đồng, cáp quang, thì đó là cái hướng dẫn hay là hướng truyền dữ liệu nó đã có sẵn theo cái hướng của dây dẫn. Rồi phương tiện truyền dẫn không hướng thì có là những cái phương tiện truyền dẫn qua sóng radio, sóng satellite, vân vân. Cái thành phần thứ hai của mạng Internet mà mình đề cập đến là mạng core. Thì trong cái phần mạng core mình đề cập đến hai cái cơ chế hoạt động của mạng của các thiết bị mạng trong phần mạng core là chuyển mạch gói và chuyển chuyển mạch dòng, đúng không? Rồi trong phần mạng core thì mình đã có một cái bức tranh tổng thể của một cái mạng Internet, bao gồm nhiều cái lớp. Trong đó có các ISP quốc gia, các ISP vùng, các ISP truy cập, vân vân. Các ISP này kết nối với nhau thông qua những cái điểm mình gọi là Internet Exchange Point, hoặc là liên kết với nhau thông qua
cái đường liên kết peer pairing, đúng không? Rồi mình đề cập đến trong cái chương đầu tiên cái khái niệm thế nào là một cái giao thức. Thì giao thức là một cái đặc tả của những cái rule, những cái quy tắc để cho các thiết bị giao tiếp kết nối với nhau và trao đổi dữ liệu lẫn nhau. Với cái giao thức thì các máy có thể là sẽ được quy định có kết nối hay không, khi nào nhận kết nối thì để phản hồi như thế nào, rồi khi mà dữ liệu được gửi đi thì khi nhận được dữ liệu thì máy nhận sẽ phản hồi như thế nào, định dạng của dữ liệu là gì, rồi và một số các quy định liên quan đến các đối tượng giao tiếp. Thì giao thức sử dụng khá phổ biến trong mạng Internet, mà hầu như các ứng dụng có thể sử dụng một hoặc một vài các giao thức bên trong. Rồi mình nói đến hiệu năng mạng trong cái quá trình mà vận hành mạng, hay là thậm chí trong quá trình thiết kế một cái mạng, mình đề cập đến một số cái tiêu chí để đánh giá xem là cái mạng đó hoạt động như thế nào, có đảm bảo được cái dịch vụ cho người dùng hay không. Thì mình đề cập đến tỷ số mắc gối, mình đề cập đến độ trễ, mình đề cập đến thông lượng, và mình cũng phân biệt được thông lượng với lại quăng thông nó khác nhau như thế nào. Không. Rồi, vì mạng Internet là một cái mạng của mạng và cấu trúc của nó phức tạp, thay đổi theo thời gian, không có gì cố định cả. Để mà hiểu được một cái hệ thống phức tạp như là mạng Internet thì thường người ta áp cái mạng này vào trong một cái mô hình. Người ta map nó vô một cái mô hình để phân ra các dịch vụ cung cấp bởi bởi mạng Internet đối với người dùng, và thậm chí người ta cũng có thể phân tích thành phần kết nối trong một cái mạng Internet thông qua cái mô hình đó. Thì hai cái mô hình mà phổ biến đối với mạng máy tính đó là mô hình OSI của ISO và mô hình TCP/IP của AETF. Thực ra nói TCP/IP là một mô hình thì không đúng, nó là một cái bộ giao thức, tại vì nó đã triển khai. Và thường thì người ta sử dụng Internet, rồi người ta phân tích những cái quá trình vận hành của mạng Internet với bộ giao thức TCP/IP. Nhưng đôi khi thì đối với việc mặt thiết kế, hoặc là đôi khi lúc mà troubleshooting thì người ta lại quan tâm nhiều hơn về cái mô hình tham khảo OSI, vì mô hình tham khảo OSI đặc tả những cái phần chi tiết của các tầng, các lớp bên trong một cái mạng máy tính. Thì sau khi mà mình có một cái nhìn tổng quan về mạng máy tính, và mạng máy tính được map vào một cái mô hình, thì bây giờ mình sẽ đi lần lượt trong cái các lớp của cái mô hình để mình xem xét coi mỗi một lớp như vậy thì nó được được quy định như thế nào đối với mô hình, và những cái dịch vụ mà nó cung cấp cho những cái tầng trên nó như thế nào. Thì trong buổi học hôm nay mình sẽ đi vào cái tầng đầu tiên trong cái bộ giao thức TCP/IP. Mình biết rằng là bộ giao thức này nó bao gồm 5 tầng, và tầng gần gũi với người dùng nhất là tầng ứng dụng. Thì mình sẽ học hôm nay tầng ứng dụng của mô hình hay là bộ giao thức TCP/IP. Sau đó sẽ có tầng vận chuyển, tầng mạng, tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý. Rồi, tôi sẽ OK, giống như là những buổi học trước thì tôi có nói về cái việc mà nếu tôi dùng full screen toàn màn hình thì tôi sẽ không thấy cái tương tác của các bạn thông qua cái message trong cái text box.
hay là những cái thông tin các bạn phản hồi, thì khi đó các bạn có thể là bật micro lên và sau đó các bạn đặt câu hỏi. Tôi cũng không thấy các bạn giơ tay được. Rồi share, bạn chờ xíu tôi share lại cái chương số 2. Ok, rồi. Rồi, tiếp tục với lại cái nội dung của chương này thì chủ yếu mình nói đến cái tầng ứng dụng trong cái mô hình TCPIP, bộ giao thức TCPIP. Và cái nội dung này được trình bày khá là chi tiết trong cái textbook Computer Networking Top Down Approach, thì các bạn có thể làm tham khảo thêm, đọc thêm với trong cái sách hướng sách sách tham khảo để các bạn có cái kiến thức nó chi tiết hơn. Rồi nội dung của chương này sẽ đề cập những cái điểm chính như sau. Thứ nhất là mình sẽ nói đến cái nguyên lý hay là cái kiến trúc của ứng dụng mạng, thì có thể là những cái ứng dụng mạng được triển khai hiện nay mà và những ứng dụng mà mình sử dụng hàng ngày nó được xây dựng dựa theo hai cái kiến trúc cơ bản, chẳng hạn như là kiến trúc client server hoặc kiến trúc peer-to-peer. Thì chủ yếu các ứng dụng sử dụng rộng rãi hiện nay là client server. Một số cái ứng dụng cho những cái quá trình truyền tải dữ liệu đa phương tiện chẳng hạn thì có thể sẽ sử dụng kiến trúc peer-to-peer hoặc là kiến trúc live giữa hai cái kiến trúc này. Và một số cái nguyên lý về cung cấp dịch vụ của các ứng dụng mạng. Rồi cái phần tiếp theo mình sẽ đi cụ thể vào từng ứng dụng mạng. Chẳng hạn như ứng dụng web. Ứng dụng web thì là ứng dụng mà các bạn hay dùng trình duyệt để truy cập đến các trang web ở trên các server. Thì với ứng dụng web thì mình không có bỡ ngỡ nữa, không có lạ gì với ứng dụng này, nhưng mà mình sẽ đi sâu vào cái phần các giao thức để mà các trình duyệt có thể kết nối đến các server web, yêu cầu những cái trang web và các server web gửi trả về cho trình duyệt cái nội dung trang web để hiển thị cho người dùng. Thì cái quá trình giao tiếp giữa trình duyệt với lại server web sử dụng cái giao thức ứng dụng là HTTP. Mình sẽ đi cụ thể vào vào phần giới thiệu HTTP hôm nay. Rồi, có thể những buổi học tiếp theo mình sẽ nói đến những cái ứng dụng phổ biến khác, chẳng hạn như ứng dụng email sử dụng giao thức SMTP để gửi email và sử dụng IMAP để nhận email về hộp thư của mình. Ứng dụng về DNS, thì ứng dụng DNS mình thường hay gọi nó là DNS, hoặc là mình gọi là ứng dụng phân giải tên miền. Và ứng dụng này sử dụng cái giao thức DNS để có thể là tìm hoặc là phân giải cái tên miền thành địa chỉ IP, hoặc trong một số trường hợp thì có thể phân giải từ địa chỉ IP thành thành tên miền. Rồi, một số ứng dụng khác chẳng hạn như ứng dụng peer-to-peer, mình nói đến BitTorrent, cái cách thức hoạt động của cái ứng dụng này cộng với lại cái giao thức bên trong của cái ứng dụng BitTorrent. Rồi một cái phần khá quan trọng nữa là những cái ứng dụng liên quan đến video streaming. Hiện nay thì hầu như là việc khai thác internet sử dụng một phần rất lớn cái traffic, cái lưu lượng truyền tải dữ liệu cho các ứng dụng video streaming hoặc ứng dụng đa phương tiện. Và để mà đảm bảo được cái việc cung cấp những cái dữ liệu cho ứng dụng này, cung cấp những cái video, những cái clip, những cái file đa phương tiện
thông qua video streaming, thì các nhà cung cấp dịch vụ nội dung thường là họ sẽ khai thác trên một cái nền, một cái mạng overlay, mạng đặt trên một cái mạng internet. Lúc đó thì mạng internet chỉ là hạ tầng truyền tải dữ liệu, và họ xây dựng một cái mạng gọi là mạng CDN, Content Distribution Network. Thì với cái mạng CDN này, họ xây dựng một cái kiến trúc để đáp ứng cho người dùng những cái dịch vụ hay là cung cấp cho những người dùng dữ liệu đa phương tiện theo những cái tiêu chí chất lượng dịch vụ. Tức là mình có thể trải nghiệm việc sử dụng xem video hay là nghe nhạc, hay là có thể những cái cuộc họp hội thoại trực tuyến nó được thông thoáng, nó được tốt, đảm bảo độ trễ thấp chẳng hạn, vân vân. Thì tất cả những cái đó là mục tiêu của cái mạng CDN. Rồi mình sẽ đi cụ thể vào mạng CDN ở cái phần liên quan trong cái chương này. Rồi phần cuối chương thì mình đề cập đến cái việc tạo ra ứng dụng. Việc tạo ra ứng dụng này thường là những cái người phát triển phần mềm sẽ sử dụng một cái mình gọi là một cái thư viện hay là một cái API. Và cái thư viện sử dụng để phát triển phần mềm ứng dụng mạng gọi là Socket API, đúng không? Thì với cái API này, người phát triển phần mềm sẽ tạo ra ứng dụng và không cần thiết phải lập trình toàn bộ cái quá trình làm sao dữ liệu đi từ một cái máy này đến một cái máy khác. Họ chỉ quan tâm nhiều đến cái việc tạo ra, thứ nhất là cái giao diện, thứ hai là những cái action, những cái tương tác với người dùng trong cái giao diện đó. Còn cái phần kết nối, phần truyền tải dữ liệu sẽ được yêu cầu từ cái API, từ các hàm trong API, để các hàm này có thể là sẽ khai thác tiếp các lớp bên dưới, và các lớp bên dưới sẽ cung cấp cái dịch vụ truyền tải dữ liệu đến đến cái máy nhận. Thì socket API có thể là sẽ được cung cấp với các ngôn ngữ lập trình chẳng hạn như Python, chẳng hạn như là Java. Trong nhiều năm trước thì mình lập trình với lại Java API. Nhưng mà những năm gần đây thì chủ yếu ứng dụng mạng tạo ra nhanh chóng hơn với lại Python. Nên thành ra là trong cái tài liệu được cập nhật năm nay, mình sẽ nói về các socket API sử dụng Python là chủ yếu. Rồi, thì mục tiêu của cái chương này là mình sẽ đề cập đến những cái khái niệm, trước hết là khái niệm về các ứng dụng mạng và phương pháp hay là cái cách thức để hiện thực các ứng dụng này thông qua các đặc tả bên trong các giao thức. Thì chủ yếu là cái đối với mỗi một cái tầng trong cái bộ giao thức TCP/IP, mình sẽ đề cập đến thứ nhất là cái dịch vụ. Cái dịch vụ nào của cái tầng này nó sẽ được cung cấp cho cái tầng trên của nó, đúng không? Như, ví dụ như tầng ứng dụng thì cái tầng trên nó là người dùng rồi. Thì ứng dụng, khi mà người dùng sử dụng cái ứng dụng đó thì cái gì cung cấp được cho người dùng. Nhưng riêng đối với tầng vận chuyển chẳng hạn, thì cái dịch vụ của tầng vận chuyển là phải đảm bảo những cái dịch vụ nào đó cho các ứng dụng bên trên. Nên thành ra là dịch vụ của tầng vận chuyển sẽ cung cấp cho cái tầng ứng dụng. Rồi, đó là điểm thứ nhất về dịch vụ. Điểm thứ hai, trong mỗi một cái tầng thì mình sẽ quan tâm cái kiến trúc của tầng đó, tức là giao tiếp của các đối tượng trong cái tầng đó, entity, đối tượng trong tầng đó. Chẳng hạn như ở cái tầng ứng dụng, mình sẽ quan tâm là cái kiến trúc của cái ứng dụng này là kiến trúc client server hay là kiến trúc peer-to-peer. Nhưng ở cái tầng vận chuyển, mình sẽ quan tâm là các tiến trình chạy trên một cái host sẽ giao tiếp như thế nào, vận chuyển dữ liệu như thế nào đến những cái tiến trình ở những cái máy có thể ở rất xa thông qua cái mạng internet. Thì cái kiến trúc mà giao tiếp như vậy sẽ được đề cập trong mỗi tầng. Rồi sau đó mình sẽ đi sâu vào mỗi một cái giao thức trong cái tầng đó. Ở tầng ứng dụng thì vì giống như tôi nói các bạn lần trước, về ứng dụng mạng thì nó khá là nhiều,
và nó với một cái chức năng mạng chẳng hạn như là trình duyệt thì cũng có rất nhiều các ứng dụng khác nhau cung cấp cái chức năng này, nên thành ra là mình không thể nào đi hết tất cả các ứng dụng, mình sẽ lấy ra những cái ứng dụng tương đối là phổ biến được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như ứng dụng web, ứng dụng email, và trong hầu như tất cả những cái ứng dụng mạng, hầu như tất cả, nếu mình không sử dụng địa chỉ IP mà mình sử dụng tên miền thì đều phải sử dụng cái ứng dụng phân giải tên miền là DNS, nên DNS cũng đề cập trong cái tầng ứng dụng. Ngoài ra thì có rất 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 nhiều các ứng dụng khác nữa và rất nhiều tài liệu liên quan, thì nếu mình quan tâm một cái ứng dụng nào đó, mình muốn biết là hoạt động của cái ứng dụng đó, vận hành của cái ứng dụng đó như thế nào, thì mình sẽ xem những cái tài liệu liên quan. Rồi, thứ nhất, phần đầu tiên mình sẽ nói một cái những cái nguyên lý chung của ứng dụng mạng. Thì tức là những cái ứng dụng mạng này nó sẽ tuân thủ về mặt cung cấp dịch vụ và về kiến trúc như thế nào. Ứng dụng mạng để mà phân loại thì mình có thể là đặt vào những cái loại hình như sau, thí dụ những ứng dụng về mạng xã hội, những ứng dụng web, những ứng dụng về trao đổi thông tin chat chẳng hạn, những cái ứng dụng email, ứng dụng chơi game trực tuyến, chơi game nhiều nhiều người dùng, rồi ứng dụng streaming, ứng dụng peer-to-peer, ứng dụng video conference, hoặc là ứng dụng tìm thông tin trên internet vân vân, rất 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 nhiều ứng dụng. Và với những cái ứng dụng này thì có thể là khi phân loại theo cái loại hình này, nó có thể là bao gồm luôn các loại hình khác, chẳng hạn như bây giờ trình duyệt thì rất là đa năng. Trình duyệt về cơ bản ban đầu thì mình chỉ dùng để đọc những cái trang web, để hiển thị những cái trang web, nhưng hiện nay thì với cái trình duyệt Chrome hầu như mình có thể làm tất cả trên trình duyệt, đúng không? Không không gì mà không thể làm trên trình duyệt cả. Thành ra là mình sẽ phân loại theo chức năng, nhưng thật ra thì về mặt ứng dụng, tức là mình tải xuống một cái ứng dụng, thì ứng dụng đó có khả năng là có nhiều chức năng trong tất cả những cái loại hình này. Rồi, thì đối với mỗi một cái ứng dụng thì về về cái khía cạnh của mạng thì mỗi cái ứng dụng như vậy được gọi là ứng dụng mạng khi cái ứng dụng đó nó được chạy trên các thiết bị giao tiếp hay là các host system, đúng không? Thì ứng dụng được lập trình, được tạo ra để cài đặt trên host là cái thứ nhất, đó là cái nguyên tắc chung của ứng dụng. Tại vì mình tạo ra một cái ứng dụng thì ứng dụng đó chắc chắn là sẽ phải cài đặt trên một cái máy nào đó, đúng không? Nhưng chưa đủ, đối với ứng dụng mạng thì nó còn cái yêu cầu thứ hai, tức là ứng dụng đó có yêu cầu giao tiếp với lại một cái máy khác thông qua một cái mạng thì nó gọi là ứng dụng mạng, đúng không? Tức là trong cái ứng dụng đó có một cái quá trình, một cái action là sẽ tạo kết nối với một cái máy khác ở đâu đó và có thể là trao đổi dữ liệu với cái máy đó. Rồi, một cái ví dụ về ứng dụng mạng đó là ứng dụng web. Thì ứng dụng web là cái quá trình mà mình dùng trình duyệt, mình tạo kết nối với một cái server web, có kết nối. Rồi, sau đó mình từ cái trình duyệt đó mình có thể là đưa vào những cái thông tin yêu cầu về trang web. Chẳng hạn như mình đưa vào cái địa chỉ trang web, nó gọi là URL. Thì khi học về cái ứng dụng web mình sẽ nói cụ thể về URL. Khi mình đưa vào một cái đường dẫn như vậy thì cái quá trình mà gửi cái đường dẫn đó, gửi cái địa chỉ đó đến cái server web, sau đó server web sẽ tìm trong cái hệ thống file của mình và đưa ra cái object với cái địa chỉ đó trở lại cho trình duyệt, và trình duyệt có thể là sẽ hiển thị cho người dùng hoặc là có thể là sẽ trình chiếu một cái video, một cái clip hay là một cái audio nào đó, đúng không?
Rồi thì đó là một cái ứng dụng mạng. Vì thứ nhất là mình sẽ cài đặt cái trình duyệt trên máy tính của mình, một cái host, và cái ứng dụng web server đó cũng được cài đặt trên một cái máy đóng vai trò server. Rồi cái quá trình mà ứng dụng đó chạy vận hành thì ứng dụng đó cũng có yêu cầu kết nối và có giao tiếp dữ liệu với lại một cái máy ở xa, chẳng hạn như cái server web. Vì vậy nó là ứng dụng mạng. Rồi với ứng dụng mạng thì mình không cần quan tâm, hầu như là các người phát triển ứng dụng không cần quan tâm cái các thiết bị trong cái phần mạng core. Tức là với cái quá trình truyền tải dữ liệu từ trình duyệt chẳng hạn đến server web thì họ chỉ quan tâm là tương tác với người dùng trong trình duyệt như thế nào, và khi người dùng đưa vào một cái địa chỉ hay là một cái đường dẫn đến một cái object thì làm sao để gửi cái yêu cầu đó đến cái server web, chứ họ không quan tâm là cái việc gửi đó nó sẽ đi qua bao nhiêu cái thiết bị mạng, rồi làm sao mà đến được với lại cái server web. Thì cái phần đó là cái dịch vụ của cái tầng bên dưới, tầng vận chuyển sẽ vận chuyển cái yêu cầu dịch vụ từ cái trình duyệt đến cái server web, và cũng vận chuyển cái câu trả lời từ cái server web về cho trình duyệt. Nên thành ra đối với lại những cái ứng dụng mạng thì cái việc tạo ra ứng dụng, tạo ra phần mềm đó sẽ không quan tâm đến những cái thiết bị ở trong phần mạng core, tức là các router, và làm sao các router chuyển tiếp dữ liệu giữa hai cái đối tượng đang giao tiếp. Thứ hai là để tạo ra ứng dụng thì hiển nhiên là các nhà phát triển sẽ sử dụng những cái API. Thì đối với lại cái tầng ứng dụng trong bộ giao thức TCP/IP thì cái bộ API đó đã có sẵn. Chẳng hạn như nãy tôi vừa giới thiệu với các bạn về Socket API sử dụng ngôn ngữ Java hay là ngôn ngữ Python, thì đó là những cái API có thể hỗ trợ cho nhiều người phát triển tạo ra cái ứng dụng nhanh. Và người phát triển chỉ tập trung vào cái ứng dụng của mình và không tập trung vào cái việc mà làm sao dữ liệu trao đổi giữa các máy với nhau. Rồi, ở phần này thì chủ yếu là mình quan tâm là ứng dụng nó sẽ chạy trên một cái host, và ứng dụng đó có giao tiếp với lại một cái máy khác, một cái đối tượng khác trên trong mạng Internet. Lưu ý ở đây là khi mình đặt vấn đề ban đầu trong cái chương giới thiệu là mình nói mình sẽ sử dụng tối đa cái những cái ví dụ của mạng Internet. Thành ra là mình đề cập đến mạng Internet khá nhiều xuyên suốt các chương của cái môn học này. Rồi, như vậy thì tầng ứng dụng là tầng 5, đúng không? Tầng 5 trong bộ giao thức. Rồi, ứng dụng thì được cài đặt trên host. Như vậy thì tất cả các host trong mạng Internet sẽ cài đặt 5 tầng trong bộ giao thức TCP/IP. Vì vậy nên các bạn thấy trên hình minh họa ở đây, dù cho là một cái điện thoại di động, một cái thiết bị gia dụng, hay là một cái server, hay là một cái máy tính, thì tất cả đều cài đặt đủ 5 tầng của bộ giao thức TCP/IP tới tầng ứng dụng thì mới có thể chạy được cái ứng dụng. Mình sẽ thấy ở những cái chương tiếp theo liên quan đến các thiết bị mạng, không phải thiết bị giao tiếp, không phải cái host, mà các thiết bị mạng, chẳng hạn như switch, router, thì switch nó chỉ cài tới tầng thứ hai, tức là tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu. Router thì cài tầng 1, tầng 2, tầng 3. Chỉ cần 3 tầng này thì router có thể là đảm bảo những cái chức năng của mình. Chẳng hạn chuyển tiếp dữ liệu hoặc định tuyến gì đó. Và không cần thiết phải có tầng vận chuyển hay là tầng ứng dụng trên các router. Đúng không? Rồi, thì ứng dụng chạy trên các host và cài đặt 5 tầng trong bộ giao thức TCP/IP. Rồi, và các host sẽ giao tiếp trao đổi dữ liệu với nhau. Về mặt kiến trúc, ở đây mình đang đề cập đến kiến trúc của ứng dụng, chứ mình nói về kiến trúc của mạng Internet hay là cấu trúc mạng Internet bao gồm hai thành phần gì đó đã giới thiệu trong chương trước. Ở đây mình đặc biệt đối với tầng ứng dụng
thì mình quan tâm đến cái kiến trúc của thần ứng dụng, tức là các giao tiếp giữa các host về mặt ứng dụng thì nó sẽ theo một cái kiến trúc nào. Thì cái kiến trúc mà phổ biến nhất được sử dụng trên mạng internet đó là kiến trúc client server. Với kiến trúc này thì các host sẽ giao tiếp với nhau, và một host sẽ đóng vai trò là client và một host sẽ đóng vai trò là server, đúng không? Rồi với server thì đó thường là những cái thiết bị, những cái máy lúc nào cũng bật lên, tại vì đâu có biết lúc nào là cái client nó đang muốn giao tiếp và tạo kết nối với lại server. Thành ra server thường là sẽ được bật thường trực, đúng không? Rồi thứ hai là địa chỉ để mà xác định server ở đâu và yêu cầu kết nối với server, thì server thường sử dụng một cái địa chỉ cố định, và địa chỉ đó được biết bởi các client bằng một hình thức nào đó, có thể là một cái tên miền hoặc là một cái địa chỉ IP, nhưng mà thường là hai cái đó nó sẽ cố định. Trong một số trường hợp để mà cân bằng tải trên các server thì cái việc sử dụng địa chỉ IP nó có thể thay đổi với cùng một cái tên miền. Thì mình nhìn thấy là chẳng hạn như là google.com, thì mình đi khắp nơi trên toàn thế giới này, lúc nào mình cần tìm một cái thông tin nào đó là mình phải đánh google.com trong cái thanh địa chỉ để hiển thị ra cái trang tìm kiếm trong google.com. Thì google.com ở Việt Nam, google.com ở châu Âu, google.com ở Mỹ, mình đều đánh google.com, nhưng không có nghĩa là google.com đó nó sẽ đưa những cái yêu cầu dịch vụ đến cùng một cái trang web, xin lỗi, cùng một cái server. Như vậy có nghĩa là các server đó nó có những cái địa chỉ IP khác nhau nhưng mà cùng một cái tên miền google.com, đúng không? Nên thành ra là về mặt địa chỉ IP có thể là nó sẽ nằm rải rác khắp nơi, các host với địa chỉ IP khác nhau sẽ nằm rải rác khắp nơi trong mạng internet, nhưng các server đó đều đảm bảo một cái dịch vụ liên quan đến một cái tên miền nào đó. Mình sẽ nói cụ thể trong phần DNS về tên miền và địa chỉ IP, đúng không? Nhưng mà thường thì các server trong ứng dụng mạng sẽ là những cái máy có những cái địa chỉ IP cố định. Rồi tiếp theo thì server trong nhiều năm trước thường là sẽ đặt ở những cái trụ sở của công ty, những cái nơi riêng của từng công ty. Nhưng với cái khuynh hướng cloud hóa, tức là sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, thì hiện nay các server, nhất là server web, thường là sẽ đặt trên các trên đám mây. Thì khi đó họ các server đó sẽ đặt trong các data center, mà thậm chí không phải là những cái máy vật lý, nó là những cái máy ảo. Và với những cái máy ảo mà chạy dịch vụ web thì nó có thể scale tốt hơn về số lượng người dùng. Khi nào cần tài nguyên để đáp ứng cho số lượng người dùng tăng lên thì cái server web đó sẽ được mở rộng về mặt tài nguyên, chẳng hạn tăng số CPU, tăng cái kết nối, cái băng thông kết nối ra bên ngoài, hoặc là thậm chí tăng bộ nhớ, tăng dung lượng lưu trữ vân vân, thì sẽ scale tốt hơn. Thay vì nếu như cái server đó mà đặt ở một cái công ty, một cái khu vực nào đó của công ty, thì khi mà server không đáp ứng tốt cho người dùng nữa thì cái việc mà nâng cấp thay thế cái server đó sẽ khó khăn hơn và đòi hỏi cái chi phí cao hơn về mặt đầu tư. Nên cái khuynh hướng đặt các server trong các data center hiện nay là một cái định hướng tốt để mà các server phục vụ tốt hơn cho người dùng. Rồi đó là thành phần thứ nhất trong cái kiến trúc client server. Cái thành phần thứ hai là client. Thì client có thể là bất kỳ các thiết bị nào đó mà có thể kết nối vào trong mạng internet, và các client này sẽ yêu cầu dịch vụ. Thứ nhất là sẽ yêu cầu kết nối.
thứ hai là yêu cầu dịch vụ của cái server, đúng không? Rồi đặc trưng của client là vì nó là những cái máy kết nối có thể là tắt đi hoặc kết nối lại, thì cái quá trình kết nối đó có thể dừng hoặc là có thể liên tục trong một cái thời điểm nào đó. Rồi thứ hai là client có thể sử dụng vì nó kết nối vào một cái mạng và cái mạng đó có thể sử dụng cái địa chỉ IP thay đổi. Ở nhà của mình dùng máy tính thì mình kết nối vào cái mạng ở nhà và mạng ở nhà có một cái sơ đồ IP khác. Khi máy tính của mình sử dụng ở trường học thì phù hợp với lại cái địa chỉ, hệ thống địa chỉ IP trong trường học, thì khi đó máy của mình đã thay đổi địa chỉ IP. Nên thông thường là với máy tính thì cái địa chỉ IP là địa chỉ IP động thay đổi, thậm chí không cần phải cấu hình, nó có thể được cấp phát tự động thông qua một cái server cung cấp địa chỉ IP. Thì cái phần đó mình nói ở cái ứng dụng. Vì vậy nên một cái client thì không có một cái quy định nào hết. Thứ nhất là nó có thể chạy bên trên bất kỳ một cái thiết bị nào có một cái có khả năng kết nối vào mạng, đúng không? Chẳng hạn như ngay cả thiết bị IoT, trên đó mình có cài đặt các ứng dụng thì mình cũng có thể kết nối vào trong mạng internet. Máy tính, điện thoại di động, tất cả đều có thể trở thành một cái client. Rồi, xin lỗi. Rồi sau đó các client này có thể là kết nối hoặc ngắt kết nối mọi lúc, không có một cái quy định nào liên quan là client phải kết nối thường trực hoặc client phải kết nối trong những cái khung giờ nhất định. Client có thể được xác định thông qua một cái địa chỉ động, tức là địa chỉ đó có thể thay đổi theo thời gian. Mỗi một lần kết nối thì cái client có thể sử dụng một cái địa chỉ IP khác nhau, không có một cái quy định nào là bắt buộc client phải có địa chỉ IP cố định. Rồi, yêu cầu đối với client là nó chỉ giao tiếp được với lại server, và server đóng vai trò giống như một cái điểm trung trung tâm và các LAN sẽ kết nối vào đó. Đó là một cái kiến trúc client server. Rồi, thì như vậy cái ứng dụng nào sẽ sử dụng kiến trúc client server? Thì nếu mà mình list ra những cái loại hình ứng dụng mà mình đã đề cập thì hầu như tất cả các ứng dụng đó đều là ứng dụng client server, trừ có ghi B2B ở trước, thì hầu như tất cả các ứng dụng hiện nay là client server. Một vài cái ứng dụng mà khác client server mà mình có thể là xem xét đó là ứng dụng BitTorrent để truyền tải file, những cái ứng dụng liên quan đến dữ liệu đa phương tiện có thể là ứng dụng B2B, là không phải ứng dụng theo kiến trúc client server. Rồi, ứng dụng cái kiến trúc thứ hai mà mình quan tâm nữa đó là B2B. Vậy B2B là ứng dụng gì? Kiến trúc như thế nào? Rồi, đối với lại ứng dụng B2B thì mỗi một cái đối tượng giao tiếp nó là một cái peer. Rồi, cái peer đó không nhất thiết phải là một cái server chạy toàn thời gian, tức là lúc nào cũng phải bật hết. Rồi không yêu cầu nó là một cái máy cung cấp dịch vụ cho những cái máy khác, hoặc là không yêu cầu nó phải bật thường trực sử dụng địa chỉ cố định, vân vân. Thì những cái yêu cầu của client sẽ cũng cũng phù hợp với lại peer. Rồi, thật ra để mà hiểu một cái peer nó như thế nào thì mình có thể là liên tưởng một cái peer giống như là nó vừa là một cái server, nó vừa là một cái client trong kiến trúc client server. Nhưng đặc biệt ở đây cái peer nó không có giao tiếp với lại server không, mà peer nó có thể giao tiếp với một cái peer khác trong mọi lúc. Thì như vậy thì với một cái peer thì nó sẽ vừa cung cấp dịch vụ cho các peer khác, vừa có thể yêu cầu dịch vụ của các peer khác, đúng không? Nó vừa chạy client vừa chạy server trên cùng một máy, và giao tiếp của nó là giao tiếp giữa các peer với nhau, không phải giao tiếp về trung tâm. Nó không phải là một cái kiến trúc
trung tâm. Rồi thì ví dụ cụ thể chẳng hạn như là mình có một cái ứng dụng truyền tải file, vì mình kết nối đến một cái server chứa file đó thì mình sẽ bị một số cái ràng buộc về tài nguyên của cái server, và mình có một số cái nhược điểm, chẳng hạn như là số lượng kết nối vào cái server đó nhiều quá thì cái server đó gần như là bão hòa, việc tải cái file đó từ cái server về cái máy của mình sẽ bị chậm đi ở một cái thời điểm nào đó với số lượng kết nối lớn. Rồi cái đường kết nối giữa cái máy mình với cái server, nếu mà cái băng thông nó không ổn định thì nó sẽ làm cái thời gian tải về đó nó rất là lớn. Rồi khi đó thì mình sẽ suy nghĩ đến một cái hướng khác, là mình sẽ tải cái file đó thông qua cái mạng peer-to-peer. Rồi nếu nếu như nó được, có thể là được available, nó có thể là có sẵn trong cái mạng peer-to-peer, thì khi đó chỉ cần mình chạy một cái ứng dụng peer-to-peer và mình đưa cái yêu cầu của mình là cái file với cái tên gì đó, đúng không? Rồi thì cái với cái kiến trúc peer-to-peer thì không phải một cái server sẽ cung cấp cái file đó cho tất cả các client bên dưới, mà các peer khi mà nó tải về được một phần trong cái file đó, ví dụ cái file đó nó chia làm một số phần mình gọi là những cái chunk, khi mà cái chẳng hạn như một file nó có thể được cấu thành từ 10 cái chunk, một số các peer thì đã tải về một một số cái chunk rồi. Khi mà có sẵn những cái chân đó trong một cái peer thì cái peer đó có thể cung cấp giống như là một cái server cho các peer khác yêu cầu, và các peer khác đó đang thiếu những cái chân mà cái peer này đang 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 lưu trữ, nên một cái peer có thể trở thành một cái server cho các peer khác và cung cấp những cái chân cho các peer. Rồi thì khi các peer mà thiếu những cái chân, nó sẽ đặt yêu cầu, và cái quá trình đặt yêu cầu đó sẽ được hỗ trợ bởi cái ứng dụng peer-to-peer để đi tìm những cái chân đó đang nằm ở đâu trên các peer nào. Được. Rồi mình sẽ nói cụ thể vào ứng dụng peer-to-peer trong cái chương này, ở cái section gần cuối. Rồi thì ở đây quan tâm nhất của mình là, vì mỗi ứng dụng có thể triển khai hoặc client server hoặc là peer-to-peer, thì ở đâu là cái kiến trúc mà tốt nhất và có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng. Thì thật ra ứng dụng client server nó có những cái ưu điểm, là cái việc mà triển khai dịch vụ nó sẽ dễ dàng hơn vì nó được triển khai trên một server, và cái quá trình mà vận hành của nó một cái server sẽ dễ dàng quản lý hơn so với lại là việc triển khai trên các peer, vì các peer này hoàn toàn không có không kiểm soát được, đúng không? Nhưng mà với kiến trúc mà peer to peer như vậy thì quá trình mà số lượng người dùng hay số lượng các máy tính yêu cầu dịch vụ tăng lên thì hệ thống vẫn đảm bảo tốt, tức là cái tính scalability nó tốt hơn nhiều so với lại kiến trúc client server. Mình cũng có thể dễ dàng hình dung tại sao như vậy. Chẳng hạn như một cái server với cái tài nguyên của cái server đó và cái đường truyền đến cái server đó, nó chỉ đáp ứng một số lượng người dùng nhất định. 100 người kết nối vào cái server đó, 1.000 người kết nối vào server đó, thì cái dịch vụ nó còn đảm bảo vì cái server đó đã thiết kế cho số lượng người dùng như vậy. Nhưng nếu mà số lượng người dùng tăng lên thì cái server đó có thể là sẽ bão hòa về mặt tài nguyên và về mặt kết nối luôn. Thì khi đó những người dùng mà tham gia vào nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng, hay là có thể bị một cái độ trễ khi mà yêu cầu cái server đó phải đáp ứng một cái dịch vụ nào đó. Chẳng hạn như cái server web ban đầu thì thiết kế cho 100 người dùng. Nhưng nếu mà có khoảng 150 người dùng kết nối vào thì có thể cái đường truyền đến server đó nó bị bão hòa, và khi đó mình có cảm giác như là cái trang web trả về từ server nó quá chậm, và hiện nay thì người dùng đang dần mất
cái kiên nhẫn khi mà chờ đợi một cái trang web nó hiển thị trong cái trình duyệt. Có thể là người dùng sẽ bỏ qua và đi tìm những cái trang web khác, đúng không? Nên thành ra đó là một cái ưu điểm của B2B đối với dịch vụ cho người dùng, và nó sẽ scale tốt hơn khi số lượng người dùng tăng lên. Nhưng mà dĩ nhiên việc quản lý của một cái ứng dụng theo kiến trúc B2B là khá phức tạp, và các bia này thường là sẽ kết nối và cắt kết nối mọi lúc, nên việc mà định danh hoặc là xác nhận xem là vị trí của các bia này ở đâu và những bia này đang có những cái dịch vụ nào cung cấp cho các bia khác thì sẽ khó khăn hơn nhiều so với lại cái kiến trúc client server. Rồi, đó là cái phần liên quan đến kiến trúc của ứng dụng. Kiến trúc của ứng dụng. Rồi, thì khi mà mình đề cập đến ứng dụng thì mình nói một ứng dụng chạy trên một cái máy tính và có yêu cầu kết nối, đúng không? Thì thật ra nếu như mình đi sâu hơn một chút xíu về ứng dụng thì mỗi một cái ứng dụng nó có thể tạo ra nhiều cái tiến trình, đúng không? Và những cái tiến trình đó nó có thể là mỗi tiến trình sẽ yêu cầu kết nối đến một cái server khác nhau. Thậm chí trên server cũng có rất nhiều tiến trình để mà cung cấp dịch vụ cho nhiều cái client khác nhau, đúng không? Như vậy thì về bản chất thì những cái ứng dụng mạng kết nối sẽ là những cái tiến trình kết nối, đúng không? Nên ở đây mình đề cập đến cái tiến trình có giao tiếp hơn là một cái ứng dụng giao tiếp, đúng không? Có những cái ứng dụng nó chỉ tạo ra một cái tiến trình, một cái process, và cái tiến trình đó có yêu cầu kết nối đến một cái máy khác, một cái tiến trình trên máy khác, rồi trao đổi dữ liệu với cái tiến trình đó, đúng không? Đó là những cái ứng dụng đơn giản. Nhưng những cái ứng dụng phức tạp, chẳng hạn như trình duyệt Chrome, mình chạy cái trình duyệt, nhưng mà trong cái trình duyệt đó mình sẽ mở nhiều cái tab, đúng không? Nhiều cái tab, rồi trên cái tab đó mình sẽ yêu cầu những cái trang web khác nhau thông qua cái thanh địa chỉ, mình đánh vào trong đó những cái đường dẫn địa chỉ khác nhau, và mỗi một cái tab sẽ hiển thị cho mình một cái trang web khác nhau. Như vậy có nghĩa là mỗi cái tab đó nó tương ứng với một cái tiến trình giao tiếp, đúng không? Về mặt lập trình có thể mình thay đổi chút xíu để có cái hiệu quả khác, chẳng hạn như là thay vì dùng tiến trình mình dùng nó là một cái REST, rồi mỗi cái REST như vậy sẽ yêu cầu kết nối ra bên ngoài. Thì về mặt bản chất, tiến trình hay REST là một cái đơn vị hay là một cái đối tượng giao tiếp chứ không phải là một cái ứng dụng, đúng không? Rồi vì vậy nên ứng dụng sẽ tạo ra nhiều cái tiến trình hoặc REST giao tiếp với các tiến trình hoặc REST trên các máy khác, và cái kết nối là kết nối giữa các tiến trình. Đúng không? Rồi ở đây mình nói REST hay tiến trình hay hay là tiến trình là giống nhau về mặt kết nối. Rồi thứ hai là các tiến trình giao tiếp thì mình hình như là mình học đã học môn về điều hành trước môn này rồi. Nên giao tiếp của các tiến trình trong trên cùng một máy thì sử dụng cái inter process communication, đúng không? Thông qua cái hai cái phương pháp đó là chia sẻ bộ nhớ hoặc là giao tiếp thông qua thông điệp, đúng không? Một cái gọi là share memory, cái gọi là exchange message, đúng không? Rồi nhưng mà giao tiếp mạng thông thường nha, là sử dụng cái hình thức thứ hai, tức là có thể trao đổi cái thông điệp giữa các process. Rồi như vậy thì trên một máy client sẽ có cái tiến trình client, và tiến trình client là tiến trình sẽ khởi tạo một cái kết nối với cái tiến trình server. Và tiến trình server trên cái máy đóng vai trò server sẽ trong trạng thái là lắng nghe, chờ yêu cầu kết nối từ các
các máy khác, tiến trình khác. Rồi plan, tiến trình plan sẽ khởi động một cái yêu cầu kết nối. Tiến trình server đang lắng nghe, khi nhận cái yêu cầu kết nối sẽ kiểm tra cái tài nguyên của mình cho phép tạo kết nối hay không. Nếu mọi thứ đều có sẵn, tức là bộ nhớ có sẵn rồi, cái dịch vụ đang chạy, thì cái tiến trình server sẽ đồng ý cái kết nối, và khi đó kết nối thành công. Khi kết nối thành công thì client có thể là sẽ gửi yêu cầu dịch vụ và server sẽ đáp ứng dịch vụ trên cái kết nối đó. Rồi, đó là tiến trình. Ở trên các peer, trong cái kiến trúc peer-to-peer, thì các tiến trình hay là những cái REST trên đó, nó sẽ vừa đóng vai trò client hoặc là server luôn. Vì vậy nó có thể là vừa cung cấp dịch vụ cho các peer khác và vừa yêu cầu dịch vụ từ các peer khác. Rồi, một cái khái niệm nữa trong cái kết nối đó là socket, đúng không? Rồi socket thì cái khái niệm về socket, người ta thông thường người ta hiểu nó là những cái endpoint, những cái điểm cuối của một cái kết nối. Nếu mà mình tưởng tượng một cái kết nối giống như là một cái đường ống từ bên này qua bên kia. Trong cái đường ống đó thì máy gửi nó sẽ đổ dữ liệu vào đường ống, và dữ liệu đó nó chạy trên đường ống đó đến cái máy nhận, và cái máy nhận cũng sẽ nhận từ cái điểm cuối của cái đường ống đó, đúng không? Nếu mà mình hình dung cái kết nối như vậy thì hai cái điểm cuối của cái đường ống sẽ là socket. Rồi máy nhận sẽ dùng cái socket đó để đổ dữ liệu vào. Rồi máy gửi sẽ đổ dữ liệu vào từ cái điểm socket đó vào đường ống. Máy nhận sẽ nhận dữ liệu từ đường ống đó thông qua cái socket. Rồi, dĩ nhiên cái đường ống đó nó có thể là giao tiếp hai chiều, tức là máy gửi có thể gửi dữ liệu thông qua đường ống đó hoặc là nhận về dữ liệu thông qua cái đường ống đó. Rồi. Với socket thì các ứng dụng ở bên trên xem cái việc mà dữ liệu chạy từ cái máy này sang máy khác là gọi là transparent, trong suốt. Tức là ứng dụng nó chỉ yêu cầu là dữ liệu phải đi từ cái máy này đến cái máy kia, và từ cái yêu cầu đó nó chỉ cần đổ dữ liệu vào trong cái socket là hết chuyện của nó. Còn cái chuyện mà cái đường ống đó nó sẽ đi qua bao nhiêu cái thiết bị trung gian, đi theo đường đi nào để đến được cái máy nhận thì hoàn toàn ứng dụng nó bỏ qua, nó không quan tâm, đúng không? Thì như vậy socket là cái điểm giao tiếp của ứng dụng, và từ đó nó sẽ đẩy dữ liệu đến cái máy nhận, đúng không? Rồi thì ở đây ứng dụng có thể chạy trên một cái host và nó được kiểm soát bởi người phát triển ứng dụng, và nó chạy trong cái user space, trong cái phần liên quan đến người dùng. Còn phần nhiệm vụ hay là cái chức năng của những cái việc vận chuyển dữ liệu ở bên dưới, nó sẽ cho OS điều khiển kiểm soát. Thì mình sẽ nói cụ thể ở cái tầng ứng dụng xem những cái chức năng nào có thể đảm bảo là dữ liệu một khi đã đổ vào cái socket thì nó được vận chuyển đến cái điểm bên kia hay cái socket bên kia của máy nhận. Rồi vấn đề của mình ở đây là làm sao để mình định danh một cái socket. Lý do khi gửi dữ liệu đi thì phải xác định là gửi dữ liệu vô một cái điểm cuối nào. Vì một trên một cái máy có thể là chạy nhiều cái ứng dụng mạng, thậm chí mỗi ứng dụng mạng sẽ chạy nhiều cái tiến trình. Thì để mà biết được là tiến trình này có thể gửi vào cái socket hay cái điểm hay cái cửa, cái điểm của cái đường ống, thì phải xác định điểm đó là điểm nào. Thì rồi bên phía nhận cũng vậy. Bên phía nhận nếu mà cái tiến trình đó nhận dữ liệu về thì phải biết là nhận dữ liệu ở một cái điểm cuối nào, một cái socket nào, đúng không? Rồi cái socket dùng cái tiêu chí nào để xác định, để định danh được cái socket.
Thì với cái minh họa này mình thấy rằng là socket sẽ phụ thuộc vào tiến trình giao tiếp. Nếu như có nhiều tiến trình giao tiếp thì có khả năng sẽ có nhiều cái socket. Nếu như mình chỉ dùng cái địa chỉ IP để định danh cái host này, định danh luôn cái socket, thì có khả năng là các socket này nó hoàn toàn giống nhau cho các ứng dụng. Như như vậy thì không thể nào phân biệt được socket cho cái tiến trình nào. Cái phần mà liên quan đến cái phía gửi thì mình sẽ khó hình dung, tại vì nếu như mà các tiến trình đổ dữ liệu vào cùng một cái socket, đẩy dữ liệu ra khỏi cái máy đó thì khó hình dung hơn. Nhưng ở cái phía ứng dụng, phía 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 máy nhận, nếu nếu như các dữ liệu đổ về cùng một cái socket thì làm sao phân biệt là dữ liệu đó sẽ được nhận bởi tiến trình nào, đúng không? Thành ra một cái bước nữa là phân biệt các socket với nhau để mỗi một cái tiến trình sẽ nhận dữ liệu ở những cái socket khác nhau, đúng không? Rồi ở đây mình nói rằng là một cái địa chỉ IP cho một cái host thì không thể nào mà đại diện cho một cái socket, vì nếu nó đại diện thì coi như tất cả các socket đều giống nhau. Mình phải cần thiết thêm một cái giá trị khác để phân biệt các socket. Thì đối với đặc tả của TCP/IP, cái bộ giao thức này, thì cái port, cái số port là một cái đại lượng được thêm vào cùng với địa chỉ IP sẽ tạo ra một cái định danh cho cái socket, đúng không? Thì trong mọi trường hợp phải dùng địa chỉ IP để xác định cái host đó ở đâu trong mạng, đúng không? Và chuyển dữ liệu đến cái host đó trước cái đã. Rồi khi dữ liệu mà đến được cái host rồi thì sẽ dùng cái port. Cái port là một cái chỉ số đặc trưng cho từng ứng dụng. Vì vậy nên nó đặc trưng cho cái socket, để các tiến trình chạy trên cái máy nhận đó sẽ nhận dữ liệu từ cái socket riêng biệt, chứ không phải nhận từ cùng một cái socket, đúng không? Rồi để các bạn hình dung rõ hơn và cụ thể hơn với socket hay là những cái định danh của socket, thì mình lấy một cái ví dụ liên quan là ví dụ ứng dụng web. Ở đây ứng dụng web chẳng hạn như mình mở trình duyệt ra, mình đưa vào một cái địa chỉ, một cái tên miền, một cái đường dẫn để mình tìm cái trang web của đại học đây, chẳng hạn ở trong cái ví dụ của mình là cái trường đại học. Rồi mình đánh vào ga.cs.gmas.edu, đúng không? Rồi khi mà mình đưa vào cái địa chỉ này, trên nguyên tắc trình duyệt sẽ phân giải cái tên miền thành địa chỉ IP. Thì cái tên miền như vậy thì nó sẽ không có thể nào mà không thể nào mà được dùng trên mạng internet. Trên mạng internet tất cả đều là dạng dạng số, đúng không? Thậm chí địa chỉ IP sau đó nó sẽ là chuỗi nhị phân, nhưng mà thường là dạng số. Với cái tên như vậy thì rõ ràng là không có sử dụng được. Thì có một cái ứng dụng phân giải tên miền sẽ phân giải tên miền ra địa chỉ IP. Rồi địa chỉ IP thì dùng để xác định một cái host, nhưng trên cái host đó sẽ chạy nhiều cái ứng dụng. Thì như vậy cái địa chỉ IP mà liên quan đến tên miền chính là cái định danh cho cái web server biết cái máy đó ở đâu rồi. Bây giờ trên cái web server này sẽ có nhiều cái tiến trình chạy, mỗi tiến trình sẽ quản lý một cái kết nối với một cái client. Vì một web server đâu phải là có một cái client kết nối vào, có thể là rất nhiều client. Thì mỗi một cái client như vậy sẽ có một cái tiến trình, đúng không? Và mỗi tiến trình đó nó sẽ kết nối vào. Thì để đặc trưng cho cái tiến trình kết nối vào đó phải sử dụng thêm một cái port. Nhưng đối với lại cái server thì cái port đó thường là được biết trước. Chẳng hạn như ứng dụng web thì cái port đó nó được chuẩn hóa, nó được quy định là
số 80. 80 đặc trưng cho web server. Rồi một số cái ứng dụng khác chẳng hạn như ứng dụng email. Xin lỗi. Ứng dụng email thì sẽ dùng cái port là 25 hoặc là port 993, port 445 gì đó, tùy theo cái việc hiện thực của cái server mail, có mã hóa dữ liệu, có đảm bảo những cái tiêu chí liên quan đến dịch vụ hay đến đến gửi nhận dữ liệu đáng tin cậy hay không. Rồi liên quan đến những cái ứng dụng khác chẳng hạn DNS thì mình có port 52, vân vân. Thì các port mà nằm từ 1024 từ 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 1 cho đến 1024 thường là các port đã được sử dụng và được quy định bởi IETF. Xin lỗi, IANA, IANA là tổ chức quản lý tài nguyên tên miền và địa chỉ IP. Thì khi đó những cái port này đặc trưng cho những cái ứng dụng đã sử dụng. Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà mình muốn tạo ra một cái ứng dụng trong đó có một cái server thì mình sử dụng cái port nào. Thì nếu như ứng dụng của mình do mình tạo ra thì cái số port đó mình quy định là phải trên 1024. Nhưng mà thường là trên đó đã có những cái ứng dụng nữa rồi. Nên mình dùng từ khoảng 5000 trở đi. Nó quy định cho mình tới 65.000 mấy trăm đó, thì từ 5.000 trở đi là có khả năng là mình sẽ sử dụng được cái bọt đó, đúng không? Không trùng với bất kỳ cái ứng dụng nào khác. Rồi tiếp theo mình nói về kiến trúc rồi, bây giờ mình nói đến giao thức. Thì giao thức ở tầng ứng dụng. Trong cái phần giới thiệu tổng quan thì mình nói đến ứng dụng giao thức chung chung, tức là mỗi tầng đều có những cái giao thức tầng ứng dụng, giao thức tầng vận chuyển, giao thức tầng mạng, giao thức tầng liên kết dữ liệu. Riêng đối với tầng ứng dụng thì cái giao thức đó nó sẽ có những cái quy định nào, nó liên quan đến những quy định nào hoặc là nó có những cái đặc điểm gì. Chẳng hạn như giao thức liên quan đến ứng dụng web thì giao thức đó nó sẽ quy định, thứ nhất là các loại hình thông điệp được trao đổi giữa hai cái đối tượng, đúng không? Hai đối tượng. Rồi chẳng hạn client và server thì client sẽ gửi một cái thông điệp. Thông điệp đó là với cái định dạng, với cái loại hình là yêu cầu dịch vụ, request. Rồi cái thông điệp mà gửi từ server trả về cho client trong ứng dụng web nó là thông điệp theo cái định dạng, theo cái loại là đáp ứng hay là trả lời, đúng không? Thì ở đây cái giao thức mà liên quan đến ứng dụng web là giao thức HTTP sẽ quy định đây là cái thông điệp dạng yêu cầu dịch vụ hay là thông điệp đáp ứng dịch vụ. Rồi thứ hai là cái ngữ nghĩa, cái ngữ pháp trước, tức là trong cái thông điệp đó nó sẽ có những cái trường. Thứ nhất, mỗi thông điệp thông thường nó sẽ có một cái phần gọi là header, một cái phần gọi là payload hay là data. Rồi cái header đó nó sẽ có nhiều cái trường bên trong. Thì cái trường đó trong cái thông điệp nó sẽ dùng bao nhiêu byte để mà quy định và ranh giới giữa các trường đó như thế nào thì nó kêu là ngữ pháp syntax, đúng không? Ngữ pháp tức là mỗi một cái thông điệp nó sẽ có một cái độ dài và trong thông điệp đó cái phần header, phần data header có một cái độ dài. Rồi cái header đó được chia thành những cái trường và mỗi trường đó có độ dài bao nhiêu, đúng không? Và trường nào trước, trường nào sau, ví dụ vậy, thì nó sẽ là ngữ pháp syntax. Rồi mỗi cái trường như vậy thì cái giao thức dùng để kiểm soát một cái thông tin nào đó, đúng không? Hoặc là quy định một cái thông tin nào đó. Chẳng hạn có một cái trường trong ứng dụng web là agent, tức là dùng trình duyệt nào, tức là thông tin liên quan đến cái agent, cái trình duyệt nào ở trong cái header. Thì ý nghĩa của cái trường đó nó gọi là ngữ nghĩa, đúng không? Ngữ nghĩa. Thì với cái giao thức của tầng ứng dụng nó cũng quy định luôn cái ngữ nghĩa đối với mỗi cái trường như vậy.
Rồi, thêm nữa thường là các giao thức ở trong cái tầng ứng dụng. Các giao thức này sẽ là những cái giao thức hướng kết nối, tức là có kết nối tạo ra thì sau đó mới có quá trình gỡ nhận dữ liệu. Đúng không? Rồi thì khi đó thì những cái quy định nào liên quan đến kết nối. Chẳng hạn nãy mình nói là tiến trình client sẽ gửi yêu cầu dịch vụ. Gửi thứ nhất là gửi yêu cầu kết nối trước đến cái host đóng vai trò server. Thì cái quy định nào trong cái quá trình mà trình duyệt gửi yêu cầu kết nối đến server, đó là được quy định bởi giao thức. Rồi server chấp nhận kết nối phản hồi cho client thì đó cũng là một cái quy định, tức là server khi nhận yêu cầu kết nối thì sẽ phải làm gì, những cái action sau đó cũng được quy định bởi bởi giao thức. Rồi thì mình nói là có rất nhiều cái ứng dụng mạng, có rất nhiều cái ứng dụng mạng. Như vậy thì mỗi một cái ứng dụng có thể khai thác hoặc sử dụng một số các giao thức, một số các giao thức. Số ứng dụng đã rất lớn thì số lượng giao thức cũng khá là nhiều. Hiện nay trên cái list của AETF thì có khoảng trên 9.000 cái giao thức được đặt tả. Rồi, những cái giao thức được quản lý bởi AETF thường là nó ở định dạng RFC, RFC Request for Comment, đúng không? Rồi ở tầng ứng dụng cũng vậy, đó là những cái giao thức được đặt tả bởi các RFC. Rồi thường thì các RFC là được 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 cung cấp và được hiện thực thoải mái bởi các nhà phát triển phần mềm, thậm chí là những cái nhà sản xuất phần cứng luôn. Nếu họ muốn sản xuất liên quan đến cái thiết bị mạng với những cái giao thức mở như vậy thì họ cứ đọc đọc cái đặc tả của RFC và hiện thực nó. Phát triển ứng dụng cũng vậy, muốn phát triển một cái phần mềm, một cái trình duyệt thì cứ đọc đặc tả của HTTP và phát triển nó phù hợp với HTTP, xem như là có thể là tạo ra trình duyệt, không có giới hạn về 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 bản quyền. Rồi mà nếu như mà đã phát triển ứng dụng phù hợp với RFC thì có nghĩa là cái ứng dụng đó có thể giao tiếp với bất kỳ cái ứng dụng nào phù hợp với HTTP ở ở ở trên các máy khác, chẳng hạn như server web đang hiện thực với lại một cái phần mềm chẳng hạn Apache hay là IIS của Microsoft, thì bất kỳ một cái nhà phát triển trình duyệt nào mà phát triển ra cái trình duyệt phù hợp với HTTP thì có thể kết nối đến các server đó. Rồi các giao thức không hẳn chỉ có những cái giao thức mở hay là nguồn mở, nó còn có giao thức đóng và nó có bản quyền, chẳng hạn như Skype. Skype là giao thức mà có thể sử dụng cho các cuộc hội thoại video, trao đổi thông qua cái text, vân vân. Thì Skype là một cái giao thức có bản quyền và giao thức đóng, tức là cái nguồn nó không có phổ biến. Rồi ở đây mình thấy rằng là ứng dụng sẽ chỉ quan tâm tương tác người dùng, quan tâm cái action nào đó để mà có thể gửi dữ liệu ra bên ngoài. Nhưng ở cái phần ở phía dưới, tức là dữ liệu sẽ đi ra như thế nào từ một cái host này đến một host khác, thì phần ứng dụng không quan tâm, hoặc là nó gần như là trong suốt, gần như là nếu như nhấn cái nút send trong cái thực hiện cái chức năng send trong cái API thì xem như là dữ liệu đã được gửi đi đến một cái máy nhận nào đó, đúng không? Và ứng dụng chỉ quan tâm tới mức đó thôi, còn send như thế nào thì đó là nhiệm vụ của những cái tầng dưới, hay là những tầng dưới sẽ cung cấp cái dịch vụ send dữ liệu cho cái ứng dụng. Rồi ngoài cái ở với ứng dụng thì các nhà phát triển ứng dụng sẽ quan tâm những cái dịch vụ nào ở tầng bên dưới có thể được đảm bảo, đúng không? Chẳng hạn như send thì send như thế nào, dữ liệu đó khi mà được gửi đi rồi thì
thì cái máy nhận nó có nhận được hay không, và nhận ở một cái độ trễ nào đó, đúng không? Rồi cái quá trình gửi nhận dữ liệu nó có an toàn hay không, trên đường đi của nó có thể là dữ liệu sẽ bị mất hoặc bị dò bởi một cái đối tượng khác hay không. Đó là những cái dịch vụ của tầng bên dưới sẽ cung cấp cho ứng dụng. Một trong những cái dịch vụ mà khá là phổ biến cho nhiều ứng dụng đó là dịch vụ đảm bảo dữ liệu đến được với máy nhận đáng tin cậy. Rồi cái chữ đáng tin cậy này có nghĩa là dữ liệu đến không bị lỗi, rồi dữ liệu đến đúng thứ tự, giống như là cái máy gửi nó gửi ra như thế nào thì máy nhận nó sẽ nhận như như vậy, nó gọi là gửi nhận dữ liệu đáng tin cậy. Thì không phải là tất cả các ứng dụng đều yêu cầu là phải gửi nhận đáng tin cậy, có những ứng dụng yêu cầu gửi dữ liệu miễn sao độ trễ thấp, có thể mất một vài cái thông tin trên đó cũng không sao, chẳng hạn như ứng dụng trình chiếu hoặc là ứng dụng audio, đúng không? Ở đó thì có thể là cái việc mà mất đi vài cái pixel trong một cái hình ảnh hay là một vài cái đoạn âm thanh nhỏ trong cái file audio thì không sao cả, miễn sao là nó không có bị lắc, tức là không có bị ngừng khi mà truyền tải dữ liệu, tức là độ trễ của các gói trong cái clip hay trong cái file audio nó không bị chậm thì là ok, đúng không? Rồi dịch vụ thứ nhất là dữ liệu được gửi đi sẽ được nhận như vậy ở cái máy nhận, đó gọi là truyền tải dữ liệu đáng tin cậy, đó là dịch vụ đầu tiên. Dịch vụ thứ hai là liên quan đến thời gian, đúng không? Rồi các bạn chờ tôi xíu, các bạn nghỉ giải lao 2 phút nha, tôi
Rồi, các bạn nghe lại rõ không? Ok, xin lỗi tại vì có người thân đang bị COVID nên thành ra là bên y tế gọi, phải nhận cuộc gọi này. Ok, mình tiếp tục nha các bạn. Rồi, tôi nói đến cái dịch vụ thứ hai là liên quan đến thời gian. Thì đối với các ứng dụng giống như là ứng dụng web, ứng dụng email hay là ứng dụng thậm chí ứng dụng truyền tải file, thì những ứng dụng đó thông thường là không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt thời gian. Mặc dù là mình không kiên nhẫn để mình chờ cái trang web nó hiển thị trong trình duyệt, nhưng không có quy định là cái server web phải gửi cái trang web đó về cho trình duyệt trong một cái thời gian tối đa là bao nhiêu, đúng không? Nhưng để mà giúp cho trải nghiệm của người dùng tốt hơn thì cái thời gian trễ đó cũng không không quá lớn. Có những cái ứng dụng yêu cầu về mặt thời gian khá là nghiêm ngặt hơn, khắt khe hơn, chẳng hạn như ứng dụng truyền tải video, truyền tải audio, những dữ liệu đa phương tiện, thường là những cái ứng dụng yêu cầu về mặt thời gian nghiêm khắc hơn. Chẳng hạn như hội thoại trực tuyến cũng vậy, những cái hình ảnh trao đổi của các thành viên trong cuộc họp đó, thì cũng yêu cầu là không quá trễ ở một cái mức nào đó, tại vì quá trễ thì nó sẽ gây ra cái hiệu ứng là lắc hay là không thể nào trao đổi được. Rồi, dịch vụ tiếp theo mà các nhà phát triển ứng dụng có thể xem xét để yêu cầu cái tầng bên dưới cung cấp cái dịch vụ đó, chẳng hạn như là thông lượng. Thông lượng là một cái yêu cầu đối với những cái ứng dụng cũng truyền tải dữ liệu đa phương tiện. Khi mà những ứng dụng đó truyền tải dữ liệu thì cái băng thông tối thiểu trên cái đường truyền từ cái server về cho cái client phải có một cái mức tối thiểu nào đó. Tại vì dưới cái mức đó thì dữ liệu truyền tải sẽ bị chậm, một cái độ trễ rất là lớn, thậm chí là mất gói trên cái đường đi giữa server đến về cho client. Rồi, thì đại đa số hiện nay với cái hạ tầng internet hiện nay thì những cái ứng dụng nó có khả năng thích nghi tốt hơn về mặt thông lượng, tức là có một cái sự định tuyến nào đó để khi mà trên cái đường đi mà dữ liệu đó nó đang bị chậm lại ở một cái đường đi thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển qua một cái đường đi. Hoặc là những cái ứng dụng hiện nay được lập trình ở cái dạng gọi là elastic, tức là có thể co giãn được về mặt thông lượng để cho phép những cái yêu cầu về thông lượng của các ứng dụng có thể là được truyền tải tốt hơn. Cái dịch vụ tiếp theo mà hầu như là cũng không có được đảm bảo, đó là ứng dụng đó là cái dịch vụ liên quan đến an ninh mạng. An ninh mạng thì hầu như là ở các lớp bên dưới đối với mạng internet thì cái vấn đề an ninh mạng thường là không đặt ra, nhưng mà các ứng dụng bên trên thì lại yêu cầu một cái dịch vụ liên quan đến an ninh mạng, nên thành ra là về an ninh thì trong đó các ứng dụng thường là sẽ yêu cầu là dữ liệu phải được mã hóa, dữ liệu được truyền tải trên đường truyền khi ngay cả khi mà bị capture, bị bắt gói trở lại thì dữ liệu đó cũng không được hiểu bởi các đối tượng, đúng không? Rồi một số khác thì yêu cầu là phải xác thực các đối tượng kết nối, chẳng hạn như là xác thực đó đúng là cái server web mà các máy client cần kết nối, nhất là các giao dịch với lại tài chính ngân hàng gì đó thì yêu cầu về xác thực là khá khá là quan trọng. Thì về mặt ứng dụng có đòi hỏi về những cái tiêu chí liên quan đến an ninh mạng đối với lại cái việc vận chuyển dữ liệu. Thì cái phần mà liên quan đến an ninh mạng hay là những cái dịch vụ của tầng vận chuyển mình còn nói lại ở cái chương liên quan đến tầng vận chuyển, vì đây là những cái chức năng của tầng vận chuyển và tầng vận chuyển phải cung cấp dịch vụ cho tầng mạng. Thì như vậy có nghĩa là tầng vận chuyển hiện thực những cái chức năng này.
và từng ứng dụng sẽ dùng những cái chức năng này. À. Rồi mình xem xét những cái ví dụ cụ thể liên quan đến những cái ứng dụng cụ thể và những cái dịch vụ của tầng vận chuyển bên dưới để vận chuyển dữ liệu cho ứng dụng. Chẳng hạn mình thấy là ứng dụng truyền tải file, ứng dụng email, ứng dụng web thì cái yêu cầu đầu tiên là không mất dữ liệu, tức là dữ liệu nguyên vẹn. Thì đó là một cái yêu cầu liên quan đến dịch vụ ở bên dưới của ứng dụng này. Rồi về thông lượng thì hầu như là không có một cái yêu cầu nào đặc biệt về thông lượng trong quá trình truyền tải các email, truyền tải các trang web hoặc là truyền tải các file, đúng không? Về thời gian cũng vậy, không yêu cầu đặc biệt về mặt thời gian. Ngoài cái việc mà cung cấp một cái trải nghiệm người dùng tốt hơn thì không có một cái quy định chặt chẽ về thời gian đối với các ứng dụng này. Riêng cái ứng dụng mà truyền tải dữ liệu audio video theo thời gian thực thì ứng dụng này rõ ràng là nó yêu cầu một cái độ trễ mà độ trễ đó không được vượt qua một cái mức tối đa. Rồi về thông lượng thì để đảm bảo cho các ứng dụng này hoạt động một cách mà gọi là trơn tru nhất thì các ứng dụng sẽ yêu cầu một cái thông lượng tối thiểu. Ở đây thông lượng tối thiểu file audio thì khoảng một từ 5 kg đến 1 MB, tùy theo cái ứng dụng. Video cũng khoảng từ 10 kg bit trên giây đến 5 MB bit trên giây. Nhưng mà đặc biệt đối với lại các ứng dụng audio video thời gian thực thì cái quá trình mà truyền tải dữ liệu có thể xảy ra mất gói và nó chấp nhận được cái việc mất gói như vậy, tức là nó không yêu cầu về mặt dữ liệu nguyên vẹn, vân vân. Có nhiều cái ứng dụng khác và tùy mỗi ứng dụng thì các dịch vụ được yêu cầu ở tầng vận chuyển có thể khác nhau thông qua cái ví dụ này. Rồi ở cái tầng vận chuyển chắc chắn là mình sẽ đi sâu vào tầng vận chuyển ở cái chương phía sau. Nhưng mà ở đây để nói về các dịch vụ tầng vận chuyển cung cấp cho ứng dụng thì mình đề cập đến hai cái dạng dịch vụ. Rồi dạng dịch vụ thứ nhất là hướng kết nối, dạng dịch vụ thứ hai là không kết nối. Rồi hướng kết nối là cái dịch vụ đó được đảm bảo chỉ khi nào cái kết nối thành công, chỉ khi nào kết nối thành công. Rồi cái hướng không kết nối tức là không cần thiết phải có cái kết nối. Khi nào một cái máy gửi muốn gửi dữ liệu thì nó cứ gửi, không yêu cầu tạo ra một cái kết nối trước khi gửi. Rồi tương ứng với hai loại hình dịch vụ này thì có hai cái giao thức ở tầng vận chuyển là giao thức TCP và giao thức UDP, đúng không? TCP hướng kết nối, UDP không kết nối. Vì vậy nên người ta phân hai loại hình, người ta đặt luôn cái giao thức vào trong cái loại hình luôn. Vì ở tầng vận chuyển chỉ có hai hai giao thức này. Đúng không? Rồi dịch vụ hướng kết nối TCP. Ở đây ngoài cái việc mà yêu cầu kết nối thì TCP đảm bảo thứ nhất là truyền tải dữ liệu đáng tin cậy. Dữ liệu ra như thế nào ở máy gửi thì sẽ nhận như thế đó ở máy nhận, gọi là đáng tin cậy. TCP cung cấp dịch vụ kiểm soát dòng lưu flow control là có nghĩa là dịch vụ này sẽ đảm bảo việc là cái máy gửi không gửi quá nhanh khi máy nhận không nhận kịp, tức là cái khả năng của máy gửi và máy nhận có thể khác nhau. Máy gửi có thể gửi rất nhiều dữ liệu vào trong mạng và dữ liệu đó đến máy nhận quá nhanh. Máy nhận có thể là buffer lại một một số dữ liệu, nhưng mà nếu mà hết buffer thì coi như dữ liệu bị mất, có nghĩa là lãng phí cái quá trình mà gửi dữ liệu từ máy gửi cho đến máy nhận. Quá trình mà dữ liệu nó đi như vậy là bị lãng phí. Thành ra là máy nhận sẽ có một cái cơ chế, một cái phương pháp nào đó để thông báo với máy gửi là tôi nhận dữ liệu nhưng hết khả năng của tôi rồi, bây giờ máy gửi phải gửi chậm lại. Đó là kiểm soát dòng lưu. Rồi chức năng của TCP hay là dịch vụ TCP có thể cung cấp cho ứng dụng nữa là kiểm soát tắc nghẽn. Thì ở đây kiểm soát tắc nghẽn thường người ta sẽ hay nhầm lẫn với kiểm soát dòng lưu, nhưng kiểm soát dòng lưu liên quan đến máy gửi và máy nhận.
Còn kiểm soát tắc nghẽn là liên quan đến các thiết bị trung gian trên cái đường đi của dữ liệu từ máy gửi đến đến máy nhận. Đó là kiểm soát dòng lưu, tức là có khả năng ở một cái nút trung gian nào đó dữ liệu có thể là bị đưa vào cái hàng đợi, giống như mình xem cái phần trình bày của chương tổng quát đó, thì có khả năng là dữ liệu sẽ đưa vào hàng đợi, đợi quá lâu thì cái thời gian chờ quá lớn, thậm chí là gói tin có thể bị mất ở những cái nút trung gian. Khi mà cái tốc độ đến của dữ liệu nó vượt qua cái tốc độ mà dữ liệu đó được đẩy trên đường truyền để đi tiếp, tức là tốc độ là độ trễ truyền tải, thì như vậy thì kiểm soát tắc nghẽn sẽ điều tiết trở lại cái dòng dữ liệu trên cái đường đi giữa máy gửi và máy nhận, và nó liên quan đến những cái nút trung gian. Rồi, dịch vụ khác không được đảm bảo bởi TCP hay là hướng kết nối. Những cái dịch vụ hướng kết nối liên quan đến giao thức TCP thì thứ nhất là không đảm bảo về mặt thời gian. Thì những cái ứng dụng mà yêu cầu về mặt thời gian độ trễ tối thiểu hay gì đó thì không được TCP đảm bảo. Rồi thứ hai là thông lượng tối thiểu cũng không được đảm bảo luôn. Đúng không? Rồi an ninh mạng trong TCP thì không không có gì hết. Tức là TCP thuần túy thì không có gì. Nhưng hiện nay các ứng dụng sử dụng giao thức vận chuyển TCP được bổ sung thêm một cái lớp nữa, một cái lớp lớp trên nữa, đó là TLS. TLS thì khi đó sẽ có những cái dịch vụ liên quan đến an ninh mạng được đảm bảo. Rồi loại hình thứ hai là dịch vụ không kết nối, mà giao thức điển hình là giao thức UDP, đúng không? Rồi ở đây dịch vụ không kết nối thì không có gì mà để mà cần biết thêm, vì nó truyền tải dữ liệu không đáng tin cậy, không có kiểm soát dòng lưu, không kiểm soát tắc nghẽn, vân vân, và cũng không có những cái tiêu chí liên quan đến an ninh mạng về mặt thời gian, vân vân. Nó chỉ là một cái dịch vụ cung cấp để nhanh chóng đẩy dữ liệu ra bên ngoài và nhanh chóng đẩy dữ liệu đến máy nhận, và không đảm bảo bất kỳ một cái yêu cầu nào khác, đúng không? Rồi thì UDP không đảm bảo những cái dịch vụ giống như TCP, nhưng UDP vẫn được khai thác, vẫn được sử dụng trong rất nhiều các ứng dụng khác, rất nhiều các ứng dụng khác, vì UDP nó cũng có một cái những cái ưu điểm, chẳng hạn như là UDP nó rất khá là nhanh. Những cái dịch vụ mà khai thác trên UDP thì dữ liệu nó đi khá nhanh, vì nó không có một cái thời gian tạo kết nối, đúng không? Không có kiểm soát dòng lưu bên trong, không có kiểm soát tắc nghẽn bên trong, nên cái thông điệp đó nó được cấu thành, tức là cái định dạng của thông điệp nó đơn giản hơn nhiều so với TCP, và cái máy nhận cũng không có cần thiết phải phân tích cái header đó để mà xử lý, nên dữ liệu đến máy nhận và được xử lý nhanh hơn. Rồi hai loại hình dịch vụ như vậy thì được sử dụng như thế nào trong các ứng dụng phổ biến? Mình có ứng dụng truyền tải file, thì ở đây chủ yếu là TCP. Lý do là truyền tải file phải yêu cầu một cái là không mất gói, tức là dữ liệu nguyên vẹn. Email cũng vậy, mình mong muốn email phải được nhận như là email đã gửi ra từ máy gửi, nên mình dùng TCP. Rồi web, ứng dụng web cũng vậy. Ứng dụng web thì mình muốn là trang web nó được hiển thị một cách nguyên vẹn, không mong muốn là mất đâu đó một vài cái hình ảnh hay cái frame, thì như vậy TCP sẽ được yêu cầu cho ứng dụng web. Một số ứng dụng khác chẳng hạn như là hội thoại trực tuyến thì có thể sử dụng là TCP hoặc UDP tùy cái hiện thực. Ứng dụng game thì có thể sử dụng UDP hoặc TCP tùy theo cái game. Thì những ứng dụng này nếu mà không cần thiết phải có cái việc đảm bảo liên quan đến dữ liệu nguyên vẹn hay là liên quan đến kiểm soát dòng lưu thì có thể là sử dụng UDP sẽ nhanh hơn. Rồi tiếp theo thì mình thấy rằng là TCP ngay cả UDP thì hai cái loại hình dịch vụ này không đảm bảo cái
những cái vấn đề về an ninh mạng hay những cái tiêu chí của an ninh mạng. Thì các ứng dụng hiện nay thì ứng dụng nào cũng yêu cầu cái phần là dữ liệu phải đáng tin cậy hoặc dữ liệu phải được mã hóa, không thể nào truyền tải dưới dạng clear text được. Clear text là có thể đọc được, hiểu được. Nếu mình bắt gói lại thì mình có thể đọc hiểu được, đó là dạng clear text. Chẳng hạn như là mình gửi tài khoản email với lại password thông qua cái message nào đó trong cái trình duyệt, thì nếu mà cái dữ liệu đó không được mã hóa thì xem như là nếu ai bắt gói trên cái đường đi của dữ liệu sẽ biết được cái mật khẩu của mình với lại cái tài khoản của mình, đúng không? Thành ra cái yêu cầu đó là cái yêu cầu của rất nhiều các ứng dụng. Rồi, ở trong cái phần trình bày của TCP và UDP thì không có những cái dịch vụ liên quan đến an ninh mạng. Thì như vậy thì cần thiết phải bổ sung thêm một cái lớp trước khi mà đẩy dữ liệu xuống tầng vận chuyển, đúng không? Vì tầng vận chuyển không đảm bảo thì phải được hiện thực ở cái tầng trên của nó. Thì như vậy đối với những cái ứng dụng mà yêu cầu những cái tiêu chí liên quan đến an ninh mạng sẽ hiện thực luôn một cái lớp trong đó sẽ có dịch vụ an ninh mạng. Rồi thì đối với lại TCP thì có một cái lớp trên của nó là TLS, Transport Layer Security. Thì cái lớp này sẽ cung cấp thứ nhất là dữ liệu gửi ra khỏi ứng dụng sẽ được mã hóa, và nó mã hóa trước khi nó đẩy xuống cái tầng TCP bên dưới. Thứ hai là nó thêm vào những cái thông tin để dữ liệu được nguyên vẹn. Rồi nó thêm vào những cái thông tin để có thể xác thực được cái đối tượng giao tiếp, có thể là xác thực ở phía máy gửi hoặc ở phía máy nhận, mà thường là xác thực ở phía máy nhận phổ biến hơn. Rồi như vậy thì TLS được hiện thực ở tầng 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 ứng dụng. Nếu mà mình map trở lại cái bộ giao thức TCP/IP thì TLS nó nằm ở tầng ứng dụng, và thật ra thì nó nằm ở giữa ứng dụng và vận chuyển, đúng không? Rồi như vậy là người phát triển ứng dụng mạng sẽ dùng cái thư viện của TLS mà không dùng cái thư viện của TCP trực tiếp, đúng không? Muốn tạo ra ứng dụng có những cái tiêu chí an ninh mạng, những cái dịch vụ của an ninh mạng thì dùng cái thư viện của TLS. Rồi lập trình tạo ra ứng dụng như vậy thì TLS sẽ lấy những cái yêu cầu từ ứng dụng và thông dịch lại và thêm vào trong đó để có thể khai thác cái thư viện của TCP, đúng không? Rồi khi đó thì TCP vận chuyển những cái thông điệp đã được mã hóa ở cái lớp TLS, đúng không? Thì như vậy nên những cái thông tin ra khỏi một cái máy gửi sẽ bị mã hóa và gửi đến máy nhận. Thì mình nói cụ thể hơn về TLS ở trong cái phần cái chương liên quan đến đến an ninh mạng, chương cuối cùng. Rồi đó là cái phần tổng quan liên quan đến những cái nguyên lý chung của tất cả các ứng dụng, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn đối với lại từng ứng dụng. Thì trên cái nguyên lý chung đó, những cái ứng dụng riêng biệt nó sẽ khai thác như thế nào, nó sẽ được 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 xây dựng như thế nào. Ứng dụng đầu tiên hết là ứng dụng web. Ứng dụng web là ứng dụng mà mình gọi là sử dụng hàng ngày luôn. Khi mình mở máy tính lên, có thể đó là một cái ứng dụng đầu tiên hết mà mình chạy trên máy của mình. Rồi với cái ứng dụng web thì cái giao thức mà kết nối với nó hay là giao thức mà link với nó là giao thức HTTP, HTTP. Nhưng không có nghĩa là web chỉ sử dụng HTTP. Nó sử dụng DNS để phân giải tên miền. Nó sử dụng một số cái giao thức ở cái tầng phía dưới để mà có thể là chuyển tiếp dữ liệu, chẳng hạn như TCP để chuyển dữ liệu từ máy này đến máy kia, rồi IP để chuyển dữ liệu từ nút này đến nút khác, rồi ở lớp dưới nữa có ARP vân vân, mình sẽ tìm hiểu ở những cái giao thức phía sau. Nhưng mà ở cái tầng ứng dụng thì cái giao thức đặc trưng của nó là HTTP.
Rồi thì một cái trang web giống như là mình mở một số cái trang web để đọc báo chẳng hạn, thì bên trong trang web đó chắc chắn là sẽ có hình ảnh, một số trang web có âm thanh, có những cái menu để mình chọn những cái chức năng trong cái trang web đó, vân vân, rất nhiều những cái thông tin mà mình gọi nó là object, những cái đối tượng object, đúng không? Số lượng object trong mỗi trang web thì cũng khá là nhiều, nhất là những cái trang web mà hiện đại như hiện nay. Một số trang web thì chỉ có một vài cái object, chẳng hạn như mở Google ra thì có cái thanh để mình vào cái thông tin tìm kiếm, sau đó có một số cái nút để mình có thể tương tác, nhưng mà mục tiêu vẫn là cái thanh tìm kiếm đó, nên cái object trong cái trang đó nó ít hơn. Nhưng mà nếu mà vào VnExpress tuổi trẻ hay gì đó thì mình thấy số lượng object là khá là lớn, nhưng tất cả đều được xem là object trong một cái trang web. Rồi mỗi một object như vậy nó sẽ có một cái địa chỉ nó gọi là URL để xác định xem là nó đang ở đâu, thậm chí nó có thể nằm trên những cái máy khác nhau, không phải là trên cùng một cái web server, không? Rồi thì khi mà trình duyệt nó yêu cầu một cái trang web đến cái web server thì đầu tiên hết là web server trả về cho nó là một cái file HTML, trong đó là những cái định dạng của trang web đó để hiển thị trong trình duyệt, đúng không? Rồi với cái file HTML trong đó tích hợp các object mà sẽ được hiển thị trong trình duyệt, đúng không? Mỗi object như vậy nó sẽ có một cái đường dẫn hay là một cái địa chỉ ở đến một cái vị trí nào đó bên trong cái web server đó, hoặc thậm chí trên cái web server khác, đúng không? Rồi thì như vậy cái địa chỉ đó hay mình hay gọi là URL, nó xác định cái object, xác định object, và vì vậy nên object có thể nằm trên nhiều cái web server. Rồi thì đối với HTTP thì cái việc hiển thị trong trình duyệt chính là cái việc mà đi kéo các object trở về, và tùy theo cái định dạng của HTML nó sẽ có cái vị trí hay là cái cách trình bày của các object này, đúng không? Rồi thì cái quá trình mà các client hay trình duyệt kéo những cái object này về từ các server web sử dụng một cái giao thức giao tiếp nó gọi là HTTP. Thì HTTP sẽ được sử dụng trong hai cái ngữ cảnh. Thứ nhất là HTTP sẽ sử dụng khi cái trình duyệt yêu cầu một cái trang web, tức là cái định dạng của cái yêu cầu đó cũng là sử dụng HTTP. Và cái quá trình mà gửi cái yêu cầu cũng theo cái giao thức HTTP. Rồi cái quá trình thứ hai là quá trình từ server gửi cái trang web đó về trình duyệt. Thì cái quá trình này cũng theo cái giao thức HTTP. Server sẽ gửi cái thông điệp là cái trang web hay gửi từng object hay gửi nhiều object cùng lúc thì tất cả đều đều đúng theo cái quy định của HTTP về cho trình duyệt. Rồi, như vậy thì HTTP với cái ứng dụng web thì quy định hay hay là phù hợp với lại mô hình client server. Mô hình này yêu cầu là server phải yêu cầu là client thứ nhất là phải gửi cái request trước, đúng không? Rồi sau đó thì sẽ nhận về từ server cái object. Server thì khi nhận yêu cầu từ client thì server sẽ đáp ứng bằng cách là dùng định dạng HTTP để gửi ngược lại các object, đúng không? Thì ở đây là các client có thể là các máy tính, điện thoại di động, thậm chí là những cái thiết bị IoT. Hiện nay thì nếu mà mình sử dụng thiết bị IoT mà hiển thị trực tiếp thì có thể là sử dụng HTTP để kết nối đến các server. Rồi, HTTP sử dụng cái dịch vụ của tầng vận chuyển là TCP. Sử dụng tầng vận chuyển là TCP. Như vậy là trình duyệt hay là server, web server đều khai thác trên TCP, tức là yêu cầu TCP phải cung cấp những cái dịch vụ
Chẳng hạn như mình có thể list ra ở cái slide trước là hướng kết nối, đúng không? Tức là trước khi mà gửi yêu cầu dịch vụ thì cái trình duyệt phải yêu cầu kết nối với server web, đúng không? Có nghĩa là nó gửi một cái yêu cầu đến cái địa chỉ IP hoặc tên miền của server web, rồi cái port ở đây là port 80. Port 80 là port đặc trưng cho ứng dụng web trên server web. Rồi server khi nhận yêu cầu kết nối từ client thì server sẽ kiểm tra tài nguyên và chấp nhận kết nối, đúng không? Chấp nhận kết nối. Rồi sau đó, sau cái quá trình kết nối thành công thì bắt đầu client mới gửi yêu cầu là cái trang web. Server nhận yêu cầu đó sẽ đi tìm những cái object của cái trang web đó và gửi về cho client. Thì quá trình gửi nhận từ client và server đều theo cái giao thức HTTP, tức là nó phù hợp với giao thức này, những cái quy định của giao thức này. Rồi sau đó có thể là cái kết nối đóng, hoặc thậm chí là mỗi một cái object gửi đi server có thể đóng kết nối. Như vậy thì các client, cái máy client phải mở kết nối trở lại và yêu cầu cái object tiếp theo. Thì mình sẽ xem xét hai cái cơ chế hoạt động của HTTP ở cái phần sau, liên quan đến cái việc mà gửi nhận một object hay là nhiều object trong trên một cái kết nối. Ở đây mình quan tâm nữa là HTTP có lưu lại cái trạng thái của mỗi một cái client kết nối vào hay không, đúng không? Thì mình biết rằng là một cái server web có thể đáp ứng dịch vụ, tức là nó cung cấp cái trang web hay là object trong trang web cho rất nhiều luôn các client. Một cái server của VnExpress chẳng hạn thì nó được đọc bởi số lượng đến hàng ngàn người trong cùng một lúc, đúng không? Thì thành ra là cái việc mà lưu lại trạng thái đối với server web cho từng cái đối tượng client là khá phức tạp. Thậm chí là mình đọc cái trang web VnExpress ở nhà, xong chút vô trường mình lại đọc lại một lần nữa, mình đọc nhiều lần để xem có thông tin gì mới hay không. Thì việc lưu lại cái trạng thái của các client trên các máy, trên các trình duyệt, và trong cái quá trình mà client có thể di chuyển, có thể là thay đổi địa chỉ IP, có thể là sẽ thay đổi trình duyệt luôn, nó sẽ khá khó khăn, khá khó khăn. Nhất là nếu như cái client đó nó bị ngắt kết nối hoặc là có một cái sự cố nào đó trên server, thì cái quá trình mà tái tạo lại cái trạng thái thật sự là khá khó khăn. Thành ra là cái việc lưu trạng thái đối với server là không 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 thứ nhất là nó không khả thi rồi, thứ hai là nó cũng không không tốt, không cung cấp gì dịch vụ gì thêm, đúng không? Rồi vì vậy nên thường là các server web hay đối với lại HTTP, giao thức HTTP thì không có quá trình lưu lại trạng thái, nên nó gọi là stateless, stateless. Rồi mình ở đây mình phân biệt hai cái dạng kết nối HTTP, tức là cái giao tiếp giữa trình duyệt với lại server web, là cái giao tiếp nó gọi là persistent hoặc là non persistent, đúng không? Rồi persistent mình có thể hiểu giống như là thường trực hay không. Thì đại khái hai cái loại hình này nó liên quan đến cái việc là trên một cái kết nối thì cái server có thể gửi bao nhiêu cái object trên một kết nối, đúng không? Chẳng hạn như là trường hợp loại hình non persistent HTTP. Với loại hình này thì một cái kết nối tạo ra, mà thường mình kết nối là kết nối ở cái tầng TCP, đúng không? TCP là hướng kết nối, nên cái dịch vụ của TCP sẽ được cung cấp khi kết nối thành công. Rồi TCP tạo kết nối giữa trình duyệt với lại server web. Sau khi kết nối thành công thì client bình thường là sẽ yêu cầu cái object, rồi server gửi cái object yêu cầu đó và một object. Sau đó server đóng kết nối, đóng kết nối. Thì khi đó client dĩ nhiên là trên một cái trang web không thể có một cái object, có thể có nhiều cái object. Thì mỗi một cái object như vậy thì cái trình duyệt đó
phải mở lại cái kết nối TCP. Thì ở đây tới đây là mình thấy chắc chắn là cái việc mà mở từng kết nối cho mỗi object như vậy là quá là phức tạp và nó tiêu tốn cái thời gian để truyền tải dữ liệu, tức là nó tăng cái độ trễ lên, tại vì cái thời gian tạo kết nối cũng bị mất một cái độ trễ. Rồi như vậy thì cái loại hình thứ hai chắc là sẽ phổ biến hơn, loại hình về persistent. Persistent là một cái kết nối TCP tạo ra, thì cái trình duyệt có thể yêu cầu một số lượng object, và khi nào mà nó phân tích cái file HTML mà nó thấy xuất hiện một cái object thì nó gửi cái yêu cầu object đó đến server. Ở đây server có thể đáp ứng nhiều cái object, có thể là không không phải là tất cả các object của một cái trang web đến client, có thể nhiều object, có thể phân trên nhiều cái kết nối, nhưng mà đại khái là sẽ gửi nhiều object cùng lúc trên cùng một cái kết nối đến client trước khi nó đóng cái kết nối TCP. Nếu nó đóng kết nối rồi mà trên cái trang web đó trình duyệt phân tích ra là thấy còn thiếu những cái object khác, thì cái trình duyệt sẽ mở lại kết nối mới và yêu cầu những cái object đến server. Thì cái khác nhau giữa hai cái loại hình này chủ yếu ở chuyện là trên một kết nối bao nhiêu cái object được gửi bởi server trước khi cái server đó đóng kết nối. Thì cái ví dụ tiếp theo sẽ minh họa tốt hơn, cụ thể hơn cho mình về non-persistent, tức là một kết nối, một object. Rồi, client mở cái kết nối trước khi gửi yêu cầu đến cái server web. Rồi, cái server web nhận yêu cầu kết nối và thông báo lại là chấp nhận kết nối. Rồi, bắt đầu là trình duyệt mới gửi cái yêu cầu liên quan đến trang web. Rồi, có thể gửi yêu cầu trên một object hoặc nhiều object, nhưng ở đây cái server web chỉ gửi một cái object trong cái thông tin phản hồi đến cái client mà thôi. Rồi, ví dụ trong trường hợp gửi một object xong thì cái server sẽ đóng kết nối. Đóng kết nối. Sau đó thì client sẽ lặp lại các bước mở kết nối, gửi yêu cầu và server đóng kết nối như vậy tương ứng với số lượng các object trong cái trang web đó. Rồi mình sẽ xem xét xem giữa hai cái loại hình HTTP sẽ gây ra những cái hậu quả nào về mặt thời gian, chẳng hạn như là thời gian đáp ứng. Thì ở đây mình định nghĩa một cái đại lượng nó gọi là round trip time RTT. Thì cái round trip time này được định nghĩa giống như là cái thời gian mà từ khi cái trình duyệt gửi ra một cái yêu cầu, một cái gói tin gì đó và server phản hồi và cái trình duyệt nhận về một cái thông báo nào đó, một cái yêu cầu, một cái trang web hay là một cái xác nhận nào đó từ phía server, thì nó đi đúng một cái vòng, nó gọi là RTT. Rồi như vậy thì ở cái trường hợp non persistent, cái RTT nó sẽ khá là lớn, lý do là mỗi một cái object nó sẽ bị một cái thời gian RTT để tạo kết nối. Rồi một cái RTT để tạo kết nối, rồi một RTT để tạo để cho cái yêu cầu dịch vụ và nhận về cái object, đúng không? Như vậy thì số lượng thời gian thật sự mà để gửi nó sẽ khá là lớn, khá là lớn vì nó tính luôn cái thời gian để tạo kết nối. Trong trường hợp persistent thì ở đây mình thấy là hầu như là cái quá trình tạo kết nối bị một cái RTT, không? Rồi nhưng mà trong cái quá trình nhận về đó thì có thể có nhiều cái object được gửi nên nó sẽ giảm đi cái thời gian để thời gian RTT. Mỗi một cái trang web, nếu mà web server có thể gửi hết tất cả các object của cái trang web đó trên một kết nối thì hầu như bị thêm một cái RTT nữa thôi, ngoài cái RTT tạo kết nối. Rồi
Đó là phần kết nối được quy định bởi HTTP. HTTP. Ở đây mình nói HTTP quy định thứ nhất là phải có kết nối, tại vì nó sử dụng TCP, và kết nối đó được dùng để trao đổi bao nhiêu cái object, đúng không? Rồi thứ hai là mình quan tâm với giao thức là cái dạng dữ liệu. Đối với HTTP thì vì HTTP ra đời cũng khá là lâu, từ khi Internet mới vừa xuất hiện, nên HTTP còn sử dụng những cái loại hình thông điệp, và ở đây chỉ có hai loại hình trong HTTP là yêu cầu và đáp ứng, request với lại response. Rồi đối với lại yêu cầu request thì HTTP vẫn còn sử dụng định dạng của ASCII, định dạng ASCII là định dạng có thể đọc đọc được, hiểu được, đúng không? Rồi với một cái thông điệp HTTP dạng request thì nó có những cái thành phần. Thứ nhất là một cái hàng trên cùng. Rồi cái hàng này trong đó có các phương pháp, hay là mình gọi là command, là get lấy thông tin về, post đẩy thông tin đi, head chỉ lấy những cái tiêu đề, vân vân. Thì mỗi một cái hàng như vậy là có một cái ý nghĩa khác nhau, và nó được phân biệt giữa các hàng thông qua hai cái ký tự là CR với lại LF, đúng không? Rồi, trong cái thông điệp của HTTP thì thường nó sẽ có một cái phần gọi là header, một cái phần gọi là data. Rồi cái header thì nó nằm ở bên dưới của cái request line, nếu cho đó là thông điệp request, đúng không? Rồi cái header này nó sẽ chứa những cái thông tin kiểm soát của HTTP. Nó không phải là dữ liệu của trang web. Đó là dữ liệu, đó là những cái thông tin kiểm soát của giao thức HTTP, đúng không? Rồi chẳng hạn như là tùy theo phiên bản HTTP 1.1, ở đây là 1.1 thì có vùng, có cái trường gọi là host, là cái địa chỉ của website. Rồi cái thứ hai là agent, là cái trình duyệt nào được sử dụng ở các định dạng dữ liệu HTML hoặc ứng dụng, hoặc là phiên bản XHTML gì đó. Rồi ngôn ngữ, rồi encoding có thể là zip hay là gì đó, rồi ký tự vân vân. Sẽ có nhiều cái trường ở trong cái header này dùng để kiểm soát. Rồi sau khi cái vùng header thì sẽ là vùng data. Ở đây thì là vì mình sử dụng vì mình xem xét ở đây là cái thông điệp yêu cầu dịch vụ, nên cái vùng data hay vùng payload này nó sẽ là cái đường dẫn hay là địa chỉ mà của trang web. Trong đó sẽ có thể là những cái URL của các object, đúng không? Rồi, đây là một cái request, thông điệp request chung của HTTP. Thì là ở cái slide trước là mình xem xét các thông tin cụ thể trong một cái ví dụ về cái yêu cầu, thông điệp yêu cầu. Đây là cái định dạng tổng quan. Trong đó thứ nhất là cái hàng đầu tiên mình gọi là request line, trong đó có phương pháp hay là command, rồi có URL, có phiên bản của HTTP, sau đó các trường của cái header, và cái vùng cuối cùng là cái payload hay là cái body. Rồi riêng đối với lại cái phương pháp ở trong cái hàng đầu tiên thì mình có là phương pháp post. Ở đây post được sử dụng khi cái trang web đó có gửi thông tin liên quan đến một cái form nào đó gửi về cho web server. Thì cái này mình cũng khá là dùng thường xuyên, chẳng hạn như là mình điền cái thông tin cá nhân vào một cái trang web và mình nhấn nút send, rồi nút submit gì đó gửi đi, thì cái form đó nó sẽ được gửi bởi phương pháp post, và những thông tin của mình sẽ nằm trong cái body hay là cái payload. Rồi phương pháp get, get cũng có thể được sử dụng để gửi thông tin từ trình duyệt về cho web server bằng cách là mình sử dụng những cái định dạng URL với những cái thông tin đặc biệt, hay gì cái đường dẫn đến cái trang web,
cái object mình sẽ dùng cái thông tin này để gửi dữ liệu đến cho web server. Head thì có thể là trong một cái ứng dụng nào đó mình không cần thiết phải lấy hết trang web, mình lấy những cái header trong cái trang web mà thôi, thông qua những cái định địa chỉ URL của cái object thì có thể sử dụng cái head method. Rồi cái phương pháp boot thì mình có thể là upload một cái file lên server chẳng hạn, thì thông qua trình duyệt mình cũng có thể làm với cái phương pháp là boot, đẩy một cái file về cho server, và cái file đó nó sẽ đặt trong cái body. Rồi, đó là yêu cầu dịch vụ. Còn đáp ứng dịch vụ từ server về cho trình duyệt thì cũng phải tuân theo cái quy định, cái định dạng của HTTP. Định dạng của HTTP ở đây sẽ có một cái hàng đầu tiên. Tôi thấy thời gian hình như là đã hết. Rồi, tại vì tôi cũng phải nói lại cái phần này trong cái buổi học tiếp theo để mình có thể đi tiếp ở cái phần phía sau nữa. Nên thôi, tạm thời mình dừng lại ở đây. Tôi sẽ trình bày lại cho các bạn về cái định dạng của các thông điệp HTTP, tức là những cái quy định về cái định dạng của dữ liệu trao đổi giữa client và server, hay là trình duyệt với web server trong cái buổi học tiếp theo, để mình có thể là mình đi tiếp những cái phần phía sau. Ok, biết các bạn có câu hỏi gì không trước khi mình dừng lại? Thì hiện nay chắc là mình sẽ tiếp tục những cái buổi học sau với hình thức là online rồi, không có thể nào mà offline được. Với các bạn phải lưu ý về sức khỏe của mình và gia đình luôn. Vừa rồi thì gia đình tôi cũng khá nặng về cái COVID, nhiều người trong nhà bị quá, ngay cả ông già cũng bị luôn, nên thành ra là tôi cũng mong muốn là các bạn và gia đình cố gắng bảo vệ, cố gắng mà chăm sóc sức khỏe tốt và cách ly tốt để không bị nhiễm COVID. Rồi, có một bạn hỏi tôi về cái bài quiz. Rồi, thì hiện nay cái bài quiz trên đó đang chưa mở ngày, và người điều phối môn học là thầy Vũ. Tôi sẽ nhắc lại với thầy Vũ về cái yêu cầu quiz trên cái trang video. Hôm trước tôi có hỏi nhưng mà chưa 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 thảo luận lại với các thầy dạy môn này, xem là cái hình thức đánh giá bằng quiz như thế nào và có giảm cái thời gian giảng dạy hay không. Tức là các bạn sẽ có 15 tuần học lý thuyết. Nếu mà mình điểm danh với lại mình dùng bài quiz để đánh giá thì mình có thể giảm 3 tuần, còn lại 12 tuần. Nhưng giống như tôi nói lần trước thì có khả năng là việc giảm như vậy nó sẽ không đảm bảo về mặt kiến thức cho các bạn. Các thầy sẽ thảo luận để mà đưa ra cái hướng giải quyết là giữ nguyên 15 tuần hay là 12 tuần cộng với quiz với lại cái điểm danh trên lớp. Tôi chưa có thông tin từ các thầy khác. Rồi, tôi thông báo với các bạn sau thông qua PK hay là thông qua buổi học tiếp theo. Rồi. Câu hỏi tiếp theo không các bạn? Thầy ơi, như bài tập lớn của môn mình là có dùng ngôn ngữ Java không thầy? Rồi, bài tập lớn hiện nay cũng đang bị chậm với các bạn. Tại vì các bạn phải đảm bảo hai bài tập lớn, nhưng các thầy nói rằng là các bạn có 4 tuần để học thực hành thôi. Thì việc mà các bạn báo cáo trên lớp hai buổi như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí nó lấy hết cái thời gian thực hành. Nên các thầy đang thảo luận gom những cái bài tập lớn lại thành một. Và khi gom lại thì chắc chắn là sẽ có phần liên quan đến hai cái bài tập lớn thiết kế với lại ứng dụng. Rồi, liên quan đến cái việc lập trình bằng ngôn ngữ gì thì thực ra các thầy cũng không có yêu cầu các bạn phải lập trình với ngôn ngữ nào, miễn đảm bảo là những cái yêu cầu, những cái điểm, những cái gạch đầu dòng bên trong đó được xây dựng tạo ra
như những cái tính năng của các ứng dụng mà mình tạo ra. Thì hiện nay tôi cũng chưa thấy là các thầy yêu cầu các thầy đề xuất một cái đề tài liên quan đến ứng dụng gì. Nhưng mà khi lập trình ứng dụng thì các bạn hoàn toàn có thể là ứng dụng dùng Java hay là dùng Python. Hai cái API có sẵn hiện nay là Java với Python thì các bạn đều có thể dùng được. Tùy theo mà mình quen thuộc với lại cái ngôn ngữ lập trình nào. Rồi, tôi nghĩ rằng nhanh chóng trong tuần sau này thì các thầy sẽ đẩy cái bài tập lớn lên cho các bạn. Thì với các yêu cầu của bài tập lớn thì các thầy cũng yêu cầu các bạn về mặt lập trình tạo ứng dụng. Thì trong những năm trước thì hoàn toàn là không có một cái yêu cầu là các bạn phải dùng Java hay là Python, các bạn có thể thoải mái. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi các bạn. Có rất nhiều cái khó khăn hiện nay liên quan đến cái học kỳ vừa rồi và học kỳ này nó chồng với nhau, tức là kết quả của học kỳ trước thậm chí một số môn chưa có. Rồi học kỳ này thì đã triển khai học trong 3 tuần rồi. Nên thành ra các thầy cũng đang rất là quá tải trên chuyện mà để làm sao kết thúc học kỳ vừa rồi và tiếp tục học kỳ này. Trong trường của mình hiện nay là có nhiều cái hệ hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, rồi hệ quốc tế, tất cả cao học nữa, nên các thầy cũng đang đang rất là quá tải luôn. Rồi bài tập lớn thường là làm theo cá nhân, xin lỗi, làm theo nhóm nhóm 2 hay 3 tùy theo cái lớp, cái sĩ số của cái lớp thực hành. Rồi thực hành thì các bạn làm cá nhân, tức là mỗi bài báo cáo trong cái giờ thực hành các bạn phải nộp theo cái tài khoản cá nhân của mình. Còn bài tập lớn thường là theo nhóm. Nhưng mà ví dụ nhóm có 10 người thì mỗi nhóm sẽ là hai bạn. Nhóm có 20 người, 30 người thì nhóm có thể là ba bạn. Để đảm bảo cái thời gian các bạn có thể báo cáo trên lớp để các thầy dạy thực hành có thể đánh giá cho mình. Nên cái quy định về số lượng sinh viên trong một nhóm sẽ do các thầy thực hành quy định luôn. Thì trong cái yêu cầu của cái bài tập lớn sẽ có cái phần dưới cùng là yêu cầu là các bạn phải lập nhóm bao nhiêu bạn, cộng với lại cái deadline các bạn phải submit cái bản mềm lên PK Learning. Rồi cái thời gian báo cáo của các bạn sẽ được các thầy thực hành sắp xếp lịch cho các bạn. Thường là nó sẽ diễn ra ở cuối học kỳ. Rồi, câu hỏi nào thêm nữa không các bạn? Thầy ơi, như em hỏi chút về chuyện hoãn thi, thầy, như hoãn thi Rồi. là sau này mình phải học lại môn đấy hay là chỉ cần đăng ký thi bổ sung cuối kỳ thôi? Thật ra thì quản thi trong cái giai đoạn thi online là sẽ là cho các bạn thi lại để lấy đúng cái cột điểm thi mà thôi. Mà hình thức thi lại đó thì chờ là offline. Tại vì mình không có thỏa mãn điều kiện online nên mình phải thi offline, thành ra là mình bị quản thi. Không phải bị Dạ, mà các bạn xin quản thi. tại vì em thấy điểm hoãn thi là điểm 14 hay 17 gì đấy, mà em có hoãn thi một số môn là em thấy cái cột điểm trong bảng điểm nó để điểm 13, tức là coi như vắng Vắng thi thi. là tính điểm không luôn chứ không phải là Rồi. hoãn thi. Đúng luôn, tôi cũng có câu hỏi đó. Quản thi thật ra nó là điểm 12 trong quy định của phòng đào tạo. Nhưng mà khi đẩy điểm 12 lên cái trang web mà lấy điểm trực tuyến đó, nhập điểm trực tuyến đó, thì điểm 12 lại ghi là không có lỗi xảy ra, tức là điểm 12 không hợp lệ, nên các thầy phải chuyển qua thành điểm 13. Nhưng mà các bạn được quản thi thì các bạn có thể là chờ một cái kỳ thi offline nào đó, hoặc là tôi không biết là nguyện vọng của các bạn có thể thi online hay không. Trường cũng chưa có một cái thời điểm nào cho các bạn để các bạn có thể thi lại cái môn đó. Nhưng mà trường cũng từ đầu khi trước khi thi online thì vì một số bạn không có điều kiện thi online nên thành ra các bạn đó xin quản lại. Và trường cũng hứa là sẽ tổ chức là thi lại cho các bạn dưới một cái hình thức là offline. Nhưng mà trong tình hình này tôi nghĩ chắc hết học kỳ này cũng chưa tập trung lại. Nên thành ra là
nếu các bạn đề xuất thử có thể thi online hay một cái hình thức nào đó hay không. Thì em cảm ơn thầy ạ. Còn về chuyện dịch thì em thấy hiện tại Việt Nam mình sắp có miễn dịch cộng đồng, cho nên là trong học kỳ này có thể quay lại trường thôi. Tôi chưa nhận một cái thông báo nào liên quan, mà thậm chí các thầy hiện nay chích mới mũi 1 và mũi 2 thì mới được đi ra đường, ví dụ vậy, mà thông báo cũng chưa chính thức gì hết nên thành ra là tôi không biết. Em nghe em thấy một số báo viết là lượng vaccine, phần lớn lượng vaccine là sẽ về vào cuối năm nay này thầy. Nhưng mà kế hoạch của trường và tôi nghĩ rằng là nó sẽ hợp lý hơn là hết học kỳ 1. Các bạn yên tâm là các bạn sẽ học online hết học kỳ 1 này cộng với lại thi online luôn. Còn offline thì các bạn chỉ mong muốn chỉ có thể xảy ra là ở cái học kỳ 2 thôi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Rồi thì cái vấn đề quản thi đó thì em sẽ có thể là đề xuất là em cho anh thi lại online. Nếu mà số lượng lớn thì các thầy có thể tổ chức hoặc là có thể chuyển đổi nó thành một cái đề án, cái đồ án hay cái gì đó. Chưa có một cái chỉ thị nào rõ ràng nhưng mà các thầy chắc là sẽ linh động được để ra cái cột điểm đó. Tại vì nếu không thì các bạn sẽ thi chung với lại các bạn của học kỳ này cũng được, cái đó trường hợp đó cũng được, nhưng mà mình bị chậm đi một một học kỳ. Rồi, câu hỏi nào nữa không các bạn? Ok, nếu không thì mình dừng lại ở đây. Buổi học của tuần sau được diễn ra không có gì thay đổi thì các bạn sẽ học tiếp cái chương này. Ok. Rồi mình dừng lại nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.